chương 1020, hắn trước tiên về câu trần bộ lạc một chuyến, để câu trần triệu tập tất cả tộc nhân, an bài tốt, toàn bộ chuyển vào bên trong bí cảnh hắn mở ra. Chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng hoàn tất di chuyển, mang về hoang cổ thành, tăng cường phòng ngự và chỉnh thể thực lực của hoang cổ thành. Tiền tiền hậu hậu, cổ trần bận rộn chỉnh lý ba ngày, cuối cùng mới mang thắng lợi về tới hoang cổ thành. Hắn trở về khiến vô số tộc nhân trong hoang cổ thành phấn chấn, gieo hò. Đem mọi chuyện ném cho viêm sơn xử lý, cổ trần xua mọi người ra, rồi một mình tu kiến trong thanh đồng vương cung, chuẩn bị dùng thần huyết thối thể. Ông, chỗ sâu trong đại điện, cổ trần một thân một mình ngồi xếp bằng, ném ra một thanh đồng đại đỉnh. Hắn trực tiếp từ bên trong thanh đồng đỉnh suốt một tia thần huyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu, dùng để thối luyện thể phách, tăng cường thân thể. V, V, C, C, thần huyết tỏa sáng, bao vây thân thể, toàn bộ thân thể cổ trần đều bị bao phủ bên trong thần quang, năng lượng thần huyết cường đại tàn phá bừa bãi trong ngoài thân thể, tiến hành thối luyện. Cổ Trần muốn đem toàn phương vị thực lực của mình đẩy đến cực hạn. Bang bang, trong đại điện, một cỗ sương mù mông lung bao phủ, tiếng len keng truyền đến, chấn động toàn bộ đại điện. Trong sương mù một người ngồi xếp bằng, như ẩn như hiện, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ quang mang kinh người, từng ký hiệu nhảy lên. Thân thể Cổ Trần bị một luồng thần huyết xen lẫn, quay quanh, kết thành một cái kén bao vây toàn bộ thân hình dần dần biến mất của hắn hắn hấp thu thần huyết để thối thể khiến nguyên thủy ma thể vốn đang ngừng bước lại một lần nữa tăng trưởng cường độ nhục thân mật độ cốt cách trọng lượng phòng ngự lực lượng v v toàn phương vị đều tăng lên thân thể đang thuế biến một trăm ngàn giòn niết bàn chi huyết trong cơ thể sôi trào phun nhảy gào thét bao phủ toàn thân khắp ngõ ngách bắt đầu tôi thể nội tâm cổ trần thầm hít vào ý niệm động đến hạt châu trong tử phủ linh hồn kia lập tức mở ra công năng tôi thể tiến hành thối luyện thuế biến oanh một nguồn sức mạnh minh mông tràn vào thân thể, cùng thần huyết bao phủ toàn thân, hai cỗ năng lượng kích thích, niết bàn chi huyết trong cơ thể có xu thế dung hợp, giống như hội tụ thành huyết dịch cường đại hơn. Dưới sự thối luyện thần huyết, thân thể cổ trần phát sinh thuế biến kinh người, công hiệu thần huyết cường đại kích thích toàn phương vị thuế biến. Niết bàn chi huyết toàn thân hắn dung hợp, hội tụ, dưới tác dụng của thần huyết bắt đầu dị biến, biến đến càng cường đại, càng nặng nề. Giống như một giọt máu có thể đập vụn một ngọn núi, uy áp bàng bạc từ trong thân thể lan tràn ra, ép tới không khí cũng hơi rung động. Xì xì, ngoài thân thể hắn, còn quấn một luồng thần hy, xâm nhập ra thịt, thâm nhập cốt tủy, dung nhập vào trong mỗi một tế bào của cơ thể. Nguyên tủy ma thể của cổ trần một đường đẩy mạnh, tiến nhập tới một cực đỉnh, đẳng cấp nhục thân từng chút từng chút nhảy lên tới tầng cao hơn. Đẳng cấp thân thể ban đầu đã tới cửa một chân là có thể đột phá, có thể so với hoàng binh còn kém một chút, hiện tại có lần thuế biến này, rốt cục cũng nhảy lên. Oanh, một tiếng oanh minh từ trong thân thể truyền đến, chấn động toàn bộ đại điện lay động, từng tia từng sợi thần hy lượn lờ, xoay quanh bốn phía thân thể Cổ Trần. Thân thể hắn bước vào một tầng thứ cao hơn, hoàn thành thuế biến và đột phá, thực sự trở thành tầng thứ cường đại sánh ngang Hoàng binh, giơ tay nhấc chân đá vỡ nát Hoàng binh cũng không vấn đề. Đây chính là chỗ cường đại của thân thể, nguyên thủy ma thể của Cổ Trần bị đẳng cấp nhục thân đột phá kéo vào đẳng cấp cao hơn, biến đến càng cường đại. Nhục thân cường đại khiến các phương diện trong cơ thể tiến bộ, chỉnh thể thực lực liền phát sinh biến hóa, tăng lên kinh. Xét chiến lực cá nhân mà nói, chiến lực của cổ trần từng bước một tăng trưởng đi lên, khí tức cường đại không ngừng tràn ngập ra, rung động hư không. Giang giác, giang giác, không gian bốn phía vỡ tan, từng vết sách nhỏ xíu hiện lên, lộ ra quang mang đen như mực đáng sợ, giống như có thể thôn vệ hủy diệt vạn vật. Đó là vết nứt không gian, từ bên trong tràn ra lít nha lít nhít hắc phân tử, nhanh chóng tràn vào trong thân thể cổ trần, khiến hắn biến đến càng mạnh. Bang bang, đột nhiên, từ trong thân thể truyền đến từng tiếng kim thiết len keng, đinh tai nhức óc. Thân thể cổ trần hơi hơi rung động, có khí thức không hiểu dập dờn mà ra, làm vỡ nát một tầng năng lượng kiển bao thân thể quanh. chương 1021, chỉ thấy bịch một tiếng, năng lượng kiển nổ tung, lộ ra thân ảnh cổ trần, hoàn mỹ, cường đại, giống như kiệt tác thiên nhiên điều luyện sắc sảo. Thân thể kia lộ ra uy áp làm người sợ hãi, Hoang giả chi khí tràn ngập, trầm trọng làm cho người ta khó có thể hô hấp. Bốn phía đại điện, bên trong phương viên mấy ngàn thước, phàm là người ở chỗ này hoặc là đi qua, đều cảm thấy uy áp trầm trọng, tâm lý nhịn không được sợ hãi, hô hấp khó khăn. Nguyên một đám bọn họ cung kính cúi chào hành lễ với thanh đồng điện, nhanh chóng thối lui, không người nào dám tới gần, khí tức kia thật đáng sợ. Giống như là đối mặt một vị thần, thần uy như ngục, thần ân tự hải, trùng trùng điệp điệp cuốn sạch lấy tâm linh chúng nhân, cực kỳ chấn động cuối cùng đột phá rồi trong đại điện cổ trần tỉnh lại trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn cuối cùng cũng đột phá đem hết thảy bản thân đẩy lên tuyệt đình hiện tại dù là tu vi linh hồn nhục thân toàn bộ đều bước vào hoàng giả lĩnh vực mà nhục thân vừa mới đột phá dưới sự thôi thúc của thần huyết đạt đến cực hạn mà khu cường đại giơ tay nhấp chân đều có thể lay nát hoàng binh chiến lược kinh thiên đảng cấp nhục thân thủy hoàng thể tâm tư cổ trần nhất động từ phủ linh hồn truyền đến một đạo tin tức là hạt châu kia hiện lên tin tức đại biểu cho đẳng cấp thân thể của hắn tôi thể hoàn tất nhục thân tiến giai thành công trở thành thủy hoàng thể bất luận hoàng binh nào đánh vào thân thể của hắn đều khó có khả năng lưu lại dấu vết thậm chí có thể tùy tiện đánh nát hoàng binh cứng rắn ngang bán thánh binh đây chính là trình độ thân thể của cổ trần trước mắt làm cho người ta kính sợ bước tu luyện nhục thân kế tiếp thánh thể tâm tư cổ trần nhất động như có suy nghĩ cảm ứng đến từ tin tức của hạt châu kia Hiểu rõ việc tu luyện và đề cao nhục thân thể phách, bước kế tiếp là vượt qua thủy hoàng thể, bước vào hàng ngũ thánh thể, một khi thành thánh thể, liền có thể ngang thánh binh, tăng lên tới cực hạn thậm chí có thể làm thánh binh sụp đổ. Đây chính là nhục thân mạnh mẽ và khủng bố, nếu thật sự đột phá thánh thể, Cổ Trần tin một thân chiến lực của mình và thánh thể, đối nghịch thánh nhân cũng không phải là không thể. Có điều muốn thân thể thành thánh thật vô cùng khó khăn, quả thực khó như lên trời. Cho dù khó, ta cũng muốn một bước lên trời. Thân sắc cổ trần kiên định, dù là tu vi, linh hồn, thể phách, đều muốn một bước đúng chỗ, toàn phương vị tăng lên mới có thể mang đến cho hắn chiến lực cường đại vô địch. Ông, nhẹ nhàng chấn động, trong không khí chuyển đến từng đợt tiếng rung, không gian kèn kẹt vỡ tan, từ bên trong tuôn ra một cỗ không gian hạt cuồng bảo. Cổ trần kinh thán, nhìn hai cánh tay của mình, cảm thụ được trong thân thể ẩn giấu lực lượng cuồn cuộn, vô cùng vô tật, huyết dịch hoàn toàn thuế biến, một trăm ngàn giọt niết bản chi huyết triệt để dung hợp làm một thể, không phân khác biệt từ nay về sau thân thể cổ trần là thân thể bất tử chân chính dù là bị đánh thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục lại cho dù chỉ còn một giọt máu đều có thể tích huyết trọng sinh đương nhiên tích huyết trọng sinh tiêu hao to lớn chỉ có một tích huyết trọng sinh vậy một thân tu vi cường đại liền từ đó chết đi chỉ có thể lại tu luyện từ đầu nhưng như vậy đã đủ đáng sợ cổ trần tương đối hài lòng trước mắt mà nói đã đủ rồi hoàn thành đột phá tiếp đó ba lực hợp nhất gõ mở thiên môn Đánh xuyên qua thập trọng liền có thể một bước lên trời thành một phương thiên nhân. Hai mắt Cổ Trần sáng rực, biết rõ mục tiêu tiếp theo của mình chính là tu vi, nhục thân, linh hồn, ba lực hợp nhất đánh xuyên qua thập trọng thiên môn, một bước lên trời. Vì mục tiêu này, cần chuẩn bị cẩn thận một phen, nhất định phải có đầy đủ nội tình cùng chiến lực, nếu không đừng nói bước qua thiên môn, thân tử hồn diệt mới là thật. Cổ Trần hoạt động thân thể, thích ứng thể phách cường đại, sau khi quen thuộc với thân tăng thể vọt lực lượng, ánh mắt rơi trên thanh đồng đỉnh kia. Bên trong phong ấn đầy thần huyết, thứ này, đây mới là lực lượng lớn nhất của cổ trần, có thần huyết cung ứng, còn sợ không thể nhanh chóng trưởng thành. Nói đùa, ai có thể giống như hắn xa xỉ dùng thần huyết tu luyện, tôi thể, thậm chí dùng để thuế biến thể phách, truyền ra sẽ chọc giận bao nhiêu lão quái vật đến cướp đoạt. Phong, cổ trần quát lạnh, liên tục đánh ra hai cái ấn phủ u ám, đó là hỗn độn bát cấm phủ, hai cái cấm phủ phong cấm thần huyết bên trong thanh đồng đỉnh. Hắn mỗi lần dùng đều muốn ra cố phong ấn một lần, Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thần huyết dù sao cũng là thần huyết, nếu có chuyện, hối hận cũng không kịp. Cho nên, lần nữa phong cấm thần huyết bên trong thanh đồng đỉnh, Cổ Trần mới yên tâm thu vào. Chương 1022, lần này thần huyết thối luyện hiệu quả kinh người, cuối cùng là đem thân thể của hắn, tu vi, linh hồn toàn phương vị đẩy đến mức cực hạn. Có thể làm đều đã làm, Cổ Trần tiếp theo cần phải yên lặng thể ngộ thiên địa quy tắc, chuẩn bị gõ mở thiên môn. Quy tắc, huyền ảo khó lường muốn lĩnh ngộ còn cần một lần mộ đạo cổ trần lẩm bẩm đứng dậy đi ra ngoài không vội vã bởi vì vừa mới đột phá dục tốc bất đạt tốc độ tu luyện của hắn đã đủ nhanh vững vàng một chút vẫn hơn nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến đột phá trong tương lai thì không hay bản thân không thể đột phá tâm tư cổ trần nhất động nghĩ đến vị tân thu sát tướng câu trần này phải bồi dưỡng thật tốt một phen vừa hay đi xem một chút gia hỏa này có dùng dùng thần huyết thối thể thuế biến ngô hoàng câu trần cầu kiến đang nghĩ ngợi ngoài điện đột nhiên truyền tới một thanh âm cổ trần kinh ngạc không hiểu hắn không ngừng phất tay tán đi trận văn vừa hay trông thấy một người trước cửa đại điện chính là câu trần chuyện gì cổ trần cau mày nhìn bộ dáng câu trần như đã chờ đợi rất lâu ngô hoàng ngoài thành có ba vị tộc trưởng ba bộ lạc muốn đến đây yết kiến ngô hoàng ngữ khí câu trần bình tĩnh nói khiến cổ trần mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc lại có tộc trưởng những bộ lạc khác đến đây yết kiến trong đại điện, tộc trưởng ba bộ lạc đến, cung kính đứng ở đó. Trong ba người, một người khoác hắc đồng giáp, một người mặc thạch giáp, một người khác khoác gia thú, thân thể khôi ngô, khí thức mạnh mẽ. Ba người bọn họ, đều là chiến thể cảnh đỉnh phong, là cường giả nhân tộc sắp ngưng tụ ra niết bàn chi huyết. Ba người này đều cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh úy, tôn trọng đối với thanh niên chủ vị đang ngồi ở đại điện. Cũng là vị thanh niên này, diệt đi xào huyệt phong tộc phương tộc, giết sạch phong tộc nơi đó, danh động toàn bộ hỗn loạn thiên uyên. Phong tộc vừa diệt, những dị tộc và thế lực khác bên trong hỗn loạn thiên uyên đều biết, đặc biệt là nhân tộc bộ lạc các phương đều chấn động theo. Hôm nay có ba tộc trưởng đến đây yết kiến, chính là muốn xem nhân vật cái thế diệt đi xào huyệt phong tộc vương tộc. Đến đây, gặp được cổ trần mới thật sự hiểu sự cường đại của hắn, khiến ba vị tộc trưởng trong lòng đều kính sợ không thôi. Bạch lân bộ tộc, bạch thượng, bái kiến nhân hoàng. Một người mặc áo giáp màu đen khôi ngô tiến lên thi lễ, mang theo một loại kính sợ. Dạ nhiều bộ lạc kiêu lâm bái kiến nhân hoàng. Người khoác thạch giáp hô to giọng nói cao tiến lên một bước tay phải đặt ở lồng ngực hành lễ. Huyết ưng bộ lạc trưởng ưng tham kiến nhân hoàng. Người cuối cùng người khoác da thú thân thể khôi ngô hiện đầy từng khối bắp thịt lộ ra một cỗ huyết sắc sát, sát khí khiếp người vô cùng. Ba người cùng nhau yết kiến thật sâu kính sợ cổ trần lộ ra một tia tinh quang lạnh nhạt nói ba vị miễn lễ ta rất hiếu kỳ ba vị tộc trưởng vì sao biết được bản hoàng ở đây. Bạch Thượng, Kiều Lâm, Trường ưng ba người liếc nhau, ào ào cúi đầu cung kính trả lời. Nhân hoàng, chúng ta cũng không biết nhân hoàng, chỉ biết tộc trưởng câu trần ở đây, đến đây hỏi thăm cường giả diệt đi phong tộc vương tộc, mới biết được tin tức của nhân hoàng. Nói rồi, sắc mặt ba người lộ vẻ kích động, rất hưng phấn, tràn ngập mong đợi nhìn cổ trần, giống như đang đợi quyết định gì đó. Cổ trần như có điều suy nghĩ, cười nhạt nói, ba vị ở xa tới, có chuyện gì? Trong đại điện, ba người liếc nhau một cái, ao ao gật đầu, rồi trực tiếp quỳ một gối xuống. Ba người chúng ta nguyện ý đi theo nhân hoàng, thể sống chết hiệu chung. Thanh âm ba người to rõ, ngữ khí len keng, lộ ra một cố kiên định, trực tiếp tuyên bố muốn thần phục vị nhân hoàng trẻ tuổi cường đại này. Cổ trần không nói chuyện, trong lòng có chút quái dị, chính mình cũng không phải nhân hoàng, trước đó tôn vị nhân hoàng sắp ngưng tụ ra, đang muốn lên bảng, kết quả bị hắn làm biến mất. Hiện tại trên bảng cũng không có danh vị nhân hoàng, tôn vị nhân hoàng hắn cũng không đăng lên, ba người này vì sao trực tiếp gọi hắn là nhân hoàng, ba người các ngươi, vì sao xưng ta là nhân hoàng. Thanh âm cổ trần đạm mạc truyền đến, một cô áp bách vô hình tràn ngập đại điện, khiến không khí đều động lại. Bạch thượng, kiêu lâm, trường ưng, trong lòng ba người trầm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng, dường như đè ép một ngọn núi lớn, hô hấp đều khó khăn. Trong lòng ba người lấm liệt động dung, sợ xanh mặt lại cúi đầu xuống. Nhân hoàng bất giận, chương 1023, trường ưng cao giọng nói, ba người chúng ta, chỉ biết là nhân tộc hoàng giả, cũng là nhân hoàng. Câu trần tộc trưởng tôn người là hoàng, chúng ta tự nhận người chính là nhân hoàng. Bạch thượng cũng nói ra suy nghĩ của mình, câu trần gọi người là ngô hoàng, chẳng lẽ người không phải hoàng giả, không phải nhân hoàng thì là gì? Nội tâm cổ trần nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng người người đều biết hắn vừa mới leo lên tôn vị nhân hoàng, bởi như vậy sẽ không dễ chơi. Đều đứng lên đi, hắn nhẹ nhàng nâng tay nâng lên một chút, ba người bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đỡ lên, không có một tia năng lực phản kháng. Cổ trần ba vị tộc trưởng dưới điện, cười nhạt nói, nói qua về tình hình bộ lạc các ngươi, ta muốn hiểu thêm chút. Dạ, nhân hoàng, ba người cùng nhau lĩnh mệnh, bắt đầu kể ra tình huống mỗi bộ lạc. Đầu tiên là Bạch Thượng, chỉ nghe hắn cung kính nói, nhân hoàng, Bạch Lân bộ lạc ta, nhân khẩu 530.000, có Bạch Lân tế thần tỏa chấn bộ lạc. Tế thần, Cổ Trần nghe đến đó hai mắt ngưng tụ, lộ ra hung quang dọa người. Sát khí khủng bố kia có chút ba động, ba vị tộc trưởng cả kinh trong đại điện, kém chút không nhịn được kinh dị, kém chút thì quỳ xuống. Có điều luồng sát khí ba động này tới nhanh mà đi cũng nhanh, Bạch thượng dường như đoán được cái gì, lập tức vội vàng giải thích. Nhân hoàng bất giận, tế thần kia cũng không phải tà ác, nó chưa bao giờ làm thương tổn bất cứ ai trong tộc, nó chỉ ăn linh thảo, mấy lần đã cứu tộc nhân bộ lạc ta. Bạch thượng một năm một người giải thích về tế thần kia, chỉ sợ cổ trần hiểu lầm. Dù sao tế thần trong nhiều bộ lạc, đều là một đám hung tàn tả tà ác, coi nhân tộc trở thành lương thực tế phẩm. Cổ trần nghe xong thật kinh ngạc, tế thần của bạch thượng bộ lạc, vậy mà chỉ ăn linh thảo, thoạt nhìn như là một loại sinh vật ăn cỏ cường đại. Ngươi chắc chắn chứ, hai mắt hắn nghiêm khắc nhìn bạch thượng, nghiêm túc nói, nếu để ta biết, cái gọi là tế thần kia không như ngươi nói, ngươi sẽ có tội lớn. Nhân hoàng, ta lấy mạng đảm bảo, nếu có nửa phần hư giả, nguyện bêu đầu thị chúng. Thanh âm bạch thượng to, vô cùng kiên định cam đoan. Rất tốt, hai vị thì sao? Cổ chân khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi trên người hai vị còn lại. Chỉ thấy kiêu lâm tiến lên trước một bước, nói, nhân hoàng, giả dạ kiêu bộ tộc ta không có tế thần, tế thần trước đó bị ta giết, trước mắt bộ lạc tộc nhân có 490.000 người, nguyện đi theo nhân hoàng. Nhân hoàng, trường ưng đi ra, cao giọng nói, huyết ưng bộ lạc ta có 500.000 tộc nhân, nhưng có một huyết ưng tế thần, nó hỉ nộ vô thường, hung tàn vô cùng, thực lực lại phi thường cường đại, ta không có cách nào tìm cơ hội giết chết nó. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, âm thanh lạnh lùng nói, đã vậy, câu Trần, đợi chút nữa người theo trưởng ưng đi huyết ưng bộ lạc một chuyến, chém tế thần kia. Tuân lệnh, câu Trần len keng đáp lại, gọn gàng mà linh hoạt, không có mảy may biểu lộ, dường như chỉ là đi giết một con gà con mà thôi. Thân sắc cổ Trần bình tĩnh, từ từ nói, ba vị đều nguyện ý đi theo bản hoàng, vì đại nghiệp nhân tộc ta cống hiến một phần lực lượng, bản hoàng cam đoan với chư vị, chiến công của các các người đều sẽ được ghi nhận, sau đó sẽ được phong thưởng. Khấu tạ nhân hoàng, ba người lập tức bái tạ, trên mặt lộ ra cảm kích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là gia nhập hoàng tộc cường thịnh. Một nhân hoàng tới nơi này, bọn họ sau khi biết tất nhiên hưng phấn vô cùng, thêm hoàng tộc mới có thể bảo chứng và phát triển bộ lạc tốt hơn. Hơn nữa lại là một hoàng tộc cường đại hoàng, đối mặt dị tộc sẽ càng có lực lượng lớn. Câu Trần, người mang theo 5.000 cấm vệ, theo ba vị tộc trưởng đi một chuyến, trợ giúp bộ lạc bọn họ di chuyển, phòng bị dị tộc và tình huống đột phát. Cổ Trần nhìn về phía Câu Trần, trực tiếp ra lệnh. Cần tuân ngô hoàng chi lệnh, Câu Trần cẩn thận tỉ mỉ, thanh âm len ken có lực, lộ ra sát phạt chi âm làm người sợ hãi, chấn nhiếp tâm thần. Hắn lĩnh mệnh mà đi, mang theo bạch thượng, kiêu lâm, trưởng ưng rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại cổ trần, yên lặng trầm tư, ba vị tộc trưởng này đến cho hắn một lời nhắc nhở, bên trong hỗn loạn thiên uyên còn có rất nhiều nhân tộc bộ lạc lớn nhỏ. Mau chóng đem những nhân tộc này thu nạp lại, ngưng tụ thành một lực lượng cường đại, mới có thể quét ngang thiên uyên, san bằng thế lực dị tộc nơi này. Xem ra, cần trở về điều thêm một nhóm quân đoàn tới mới được, một chi quân đoàn của câu trần này có chút không đủ. Cổ trần lầm bẩm muốn triệu tập một chi quân đoàn tới, trước mắt đã đặt một trạm kế tiếp, xây dựng hoang cổ thành. Tiếp theo chính là triệu tập đại quân, bắt đầu thu nạp các thế lực của nhân tộc bộ lạc trên hỗn loạn thiên uyên. chương 1024, còn trinh phạt dị tộc, vẫn nên trước thu nạp lực lượng nhân tộc tán loạn nơi này trước, tập hợp thành một quân đội mới có thể động thủ với dị tộc. Phong tộc, chính là một tín hiệu, là tín hiệu cổ trần nhập chủ hỗn loạn thiên uyên. Trước đó muốn lặng lẽ thu nạp thế lực nhân tộc nơi này, nhưng bây giờ lại không có cách, trực tiếp lên giọng hành sự, diệt đi phong tộc xào huyệt, chấn nhiếp dị tộc. Thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Cổ Trần thu nạp lực lượng nhân tộc nơi này, điều một đại quân tinh nhuệ của bản tộc tới, chuẩn bị khai đao những dị tộc khác. Về Bách Man Sơn trước một chuyến, Cổ Trần vươn người đứng dậy, toàn thân tuôn ra không gian hạt cuồng bạo, xé mở không gian phía trước, bước vào trong đó. Một lát sau, Cổ Trần biến mất, Bách Man Sơn, Cổ Trần lần nữa về tới đây, lại cảm giác được một tia dị dạng. Kỳ quái, bên trên hư không, Cổ Trần đứng giữa không trung, cau mày lại, vừa trở về thì phát giác được có chút không ổn, giống như bách man sơn vừa mới phát sinh chuyện gì rất nhanh hắn phát hiện khác biệt chính giữa bách man sơn có vết rách lớn một ngọn núi vỡ thành hai mảnh hắn khẳng định trước đó tuyệt đối không có vì sao nơi này có một vết rách dài chẳng lẽ lúc hắn rời đi đã phát sinh qua đại chiến bạch thân ảnh cổ trần lóe lên đi tới khu vực trung ương bách man sơn nhìn qua khe nứt kia dường như bị một loại lực lượng khổng lồ nào đó bổ ra với thực lực của hắn bây giờ có thể làm được nhưng nơi này lưu lại một luồng khí tức đáng sợ, phiêu đáng trong không khí thật lâu không rời. Sát khí, sát khí, còn có một luồng khí thế đặc biệt. Sắc mặt cổ trần thận trọng, kinh nhi bất định, trong lúc hắn rời đi Bách Man Sơn xảy ra chuyện gì, vì sao nơi này lưu lại một khe rãnh lớn. Hắn đảo qua toàn bộ Bách Man Sơn, phát giác hoang cổ thành, long ngao thành, sơn hải thành đều không có có bất kỳ biến cố, dị dạng gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bộ lạc không việc gì là tốt có điều cổ trần luôn cảm thấy có chút không đúng tựa hồ có cường giả tới bách man sơn thời gian quay lại sau một khắc cổ trần quát khẽ thi triển thời gian chi lực vặn vẹo thời không không ngừng quay lại muốn xem đến cùng nơi này có chuyện gì ông một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán bốn phía một cỗ gợn sóng dập dờn dường như mặt đất đang chấn động phía trên hiện lên một số hình ảnh vụn vỡ đó là một loại năng lực thời gian cổ trần lĩnh ngộ có thể quay lại cảnh tượng trong thời gian nhất định đương nhiên không thể nào làm thời gian quay lại chỉ là ngược dòng tìm hiểu đoạn thời gian đó phát sinh gì có thể lờ mờ trông thấy một ít gì đó ghi chép lại một số chuyện vụn vặt ừm rất nhanh cổ trần thấy được một hình ảnh vỡ vụn bên trong khu vực hạch tâm bách man sơn có một gò đất giống như một ngôi mộ lẻ loi trên ngôi mộ lẻ loi cắm một đồ vật giống thanh kiếm vết dỉ loang lổ sang giác bỗng nhiên ngôi mộ nứt ra từ bên trong thò ra một cái xương tay cầm thanh kiếm loang lổ vết dỉ tạch 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 tiếp đó từ trong ngộ một bộ xương khủng bố bỏ ra ngoài tay cầm kiếm khí dì xét há mồm gào thét phát ra từng đợt linh hồn gào thét cổ trần tựa hồ đọc hiểu nó đang kêu ta là ai keng bỗng nhiên bộ khô lâu vùng kiếm khí trong tay chém ra một kiếm một đạo huyết sắc phong mang cắt đứt hư không chảm cắt hết thảy cổ trần rốt cục thấy được hai đạo thân ảnh chật vật đột nhập hư không kết quả bị chém thành hai nửa máu vẩy đầy trời đến đây hình ảnh biến mất T, nhìn thấy cảnh vừa rồi, cổ trần cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ vô cùng. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn qua gò đất trong tấm hình kia, một ngôi mộ lẻ loi, đã bị phá vỡ vụn ra, khô lâu bên trong đã sớm không thấy. Bên trong ngôi mộ lẻ kia loi, còn lưu lại một luồng khí thế khủng bố, chính là khí thức đáng sợ bộ xương khô kia lưu lại. Thật quỷ dị, khí thế thật đáng sợ, bộ xương khô kia là cái gì? Mặt mũi cổ trần tràn đầy kinh nghi, nhìn chằm chằm cô phần nứt ra, bên trong lưu lại một tia khí thức khiến lòng hắn vì sợ mà tâm rung động, có loại cảm giác tử vong trực diện. Bộ xương khô kia, vô cùng kinh khủng, mà hắn rõ ràng trông thấy, hai dị tộc cường giả tới Bách Man Sơn, từ khí thức trong tấm hình phán đoán, ít nhất là thông thiên đại năng. Hai dị tộc thông thiên đại năng tới Bách Man Sơn, hiển nhiên không có ý tốt, khiến cổ trần có chút nghĩ mà sợ, kém chút thì bản bộ bị diệt. Còn may bên trong Bách Man Sơn đột nhiên thoát ra một bộ khô lâu cường quỷ dị đại, một kiếm liền trọng thương hai thông thiên đại năng, dọa bọn họ sợ chạy mất. Chương 1025, nếu không hậu quả khó mà lường được, Cổ Trần nghĩ trong lòng mà sợ, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, bộ xương khô kia đến cùng là thứ gì? Cỗ khô lâu hình người kia, xem ra cực kỳ giống xương người, giống như đúc, không biết có phải là nhân tộc cường giả sau khi chết để lại hay không? Có lẽ bộ xương khô kia phát sinh biến hóa, lại lần nữa sinh ra ý thức, từ đó tỉnh lại, từ trong phần mộ bò ra ngoài. Cổ Trần mơ hồ đoán được chân tướng sự tình, cả người nhẹ nhàng thở ra, Bách Man Sơn bộ lạc kém chút thì bị hủy diệt. Khô lâu kia, tất nhiên là một nhân vật đáng sợ đến mức không còn gì để nói. Sắc mặt hắn thận trọng, đứng trước ngôi mộ thật lâu không nói, tinh tế cảm ứng từng khí tức lưu lại nơi này, không ngừng phỏng đoán, lĩnh hội. Đáng tiếc khí tức lưu lại nơi này quá ít, hơn nữa tiêu tán tám phương, nếu chưa tiêu tán còn có thể từ đó thu hoạch được cái gì. Cổ Trần thở dài bất đắc dĩ, trầm mặc không nói thật lâu mới quay người vào khu vực hạch tâm bách man sơn kiểm tra lần nữa hắn lần nữa kiểm tra cặn kẽ nơi này đã từng là cấm khu bên trong cất dấu sinh vật cấm kỵ trước đó chạy mất rồi thật không nghĩ đến lại còn ẩn giấu một bộ xương khô đáng sợ khiến cổ trần trong lòng không vững vàng lần nữa kiểm tra cặn kẽ một lần sau cùng cũng không phát hiện gì dị thường cổ trần không yên lòng lại kiểm tra một lần cuối cùng xác định nơi này đã không có nguy hiểm bách man sơn này đến cùng ẩn giấu bí mật gì, vì sao liên tiếp có thứ đáng sợ xuất hiện. Cổ trần đứng trong hư không, cả người lâm vào mê hoặc to lớn. Hắn vô cùng không hiểu, bách man sơn nho nhỏ, vì sao cất giấu nhiều thứ kinh khủng vậy. Hai sinh vật cấm kỵ trước đó thì không nói, hiện tại lại có một khô lâu chạy ra, nơi này đến cùng cất giấu những bí mật gì. Nội bộ bách man sơn, thật đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Hay là nói, nơi này ẩn giấu bí mật lớn hơn nhiều, nếu không vì sao hai sinh vật cấm kỵ bị chôn chân ở chỗ này, thậm chí một bộ khô lâu đáng sợ cũng chôn ở đây. Nói không có bí mật, cổ trần cũng không tin, hắn cảm thấy, Bách Man Sơn khẳng định ẩn giấu đi bí mật to lớn hắn không biết. Xem ra, một lúc nào đó phải thăm dò Bách Man Sơn thật tốt, xem rốt cuộc nơi đây ẩn giấu bí mật gì. Cổ trần lẩm bẩm nói xong quay người rời đi, hắn đi long ngao thành xem xét trước, kiểm tra phòng ngự một phen, xử lý một ít chuyện, bàn giao long chiến rồi về hoang cổ thành hắc thổ, mau tới gặp ta. Cổ trần vừa về, trực tiếp truyền đạt lệnh này, thanh âm truyền khắp toàn bộ hoang cổ thành, vô số tộc nhân đều vì thế mà chấn động. Vương, nhân vương trở về, không ít tộc nhân kích động vạn phần, tràn đầy sùng bái nhìn về hướng thanh đồng vương cung, trong mắt lộ ra nồng đậm kính ngưỡng. Tộc nhân trong bộ lạc, còn không biết cổ trần đã đột phá phong vương cảnh, bước vào hoàng giả cảnh giới, thành hoàng giả. Hiện tại, cổ trần đã có thể khai mở một phương hoàng tộc, đáng tiếc, thực lực tộc quần và nội tình không đủ làm thành hoàng tộc trước mắt mà nói hoàng cổ nhất tộc vẫn chỉ là vương tộc ngoại trừ vị hoàng giả cổ trần cường đại này còn lại man phi hắc thổ long uyên ba người cường đại nhất trước mắt ngay tại nhất bàn chuẩn bị độ kiếp phong vương chỉ cần ba người phong vương thành công như vậy hoàng cổ nhất tộc liền có ba người phong vương giả đủ để chống đỡ một số mặt còn nội tình thực lực cần cường đại hơn muốn trở thành hoàng tộc chỉ ít có chín vị phong vương giả thậm chí ít nhất phải có mấy vương tộc thế lực tạo thành tộc quần to lớn mới có thể xem như hoàng tộc. Cổ Trần ngồi trên thanh đồng vương tọa, yên lặng tự vấn quy hoạch phát triển bộ lạc, còn có tình hình trước mắt. Hoàng cổ tộc còn chưa đạt tới chỉ tiêu hoàng tộc chính thức, nhất định phải có chí ít 9 vị phong vương giả, mấy đại vương tộc cấu thành một hoàng tộc to lớn. Dưới hoàng tộc, nhất định phải có mấy thế lực vương tộc phụ thuộc mới có thể coi là hoàng tộc chính thức. Trong lòng Cổ Trần suy nghĩ chính là làm sao thu nạp nhân tộc vương tộc bộ lạc, phải chăng phải khai sáng một liên minh hoàng tộc, liên minh, một thế lực rời rạc, không cần cũng được, chẳng bằng trực tiếp khai sáng một hoàng triều. Nghĩ đến đây, hai mắt Cổ Trần sáng lên, bộ lạc bên trong man hoang thế giới này, chỉ là hình thái liên minh, lấy tộc quần làm cơ sở, không có bất kỳ đế quốc, hoàng triều nào tồn tại. Vậy hắn phải chăng có thể thành lập man hoang đế quốc đầu tiên, hoặc là thành lập nhân tộc hoàng triều đầu tiên, tập trung quyền lợi vào một tay, không có có cái gọi là vương tộc, liên minh, mà chính là một đế quốc. Hoàng triều thuộc về một chỉnh thể, toàn bộ nghe lệnh của nhân hoàng hắn, đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một. Có lẽ có thể thực hiện. Chương 1026. Cổ Trần suy tư, càng phát giác có thể thực hiện, nơi này không có vương quốc, đế quốc, hoàng triều, chỉ có nguyên một đám vương tộc, hoàng tộc liên minh các thế lực. Đã vậy, không bằng thành lập một quyền lực tập trung chưa từng có, hoàng triều hợp nhất lực lượng cường đại, lấy nước làm cơ sở, bao dung vô số nhân tộc vương tộc bộ lạc trong man hoang thậm chí thành lập một nhân tộc hoàng triều nhất thống, duy nhất, vô thượng, trí cao, thống trị toàn bộ man hoang nhân tộc, khi đó mới thật sự là cường đại và cường thịnh. Cứ làm như vậy đi, hai mắt cổ trần sáng rực, dã tâm chi hỏa trong lòng cơ hồ muốn tràn ra. Hắc thổ, tham kiến ngô vương, đang nghĩ ngợi, một người đi tới bên ngoài đại điện, chính là hắc thổ, thân thể đã thu nhỏ lại một nửa, nhưng vẫn vô cùng to lớn. Cổ trần từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nhìn hắc thổ, khí tức càng phát mạnh mẽ, đã bắt đầu ngưng tụ niết bàn chi huyết trong cơ thể, cả người giống như đang kinh lịch một trận thuế biến kinh người. Hắc thổ, xem ra không thể mang ngươi xuất trinh, nhìn hắc thổ, cổ trần nhịn không được thở dài, có thể cảm ứng rõ ràng, hắc thổ đang một ở thời khắc mấu chốt, không cách nào dẫn hắn xuất trinh. Hắc thổ đang tiến hành thuế biến mấu chốt nhất, không cách nào rời đi. Cứ như vậy, mang ai xuất trinh, Long uyên tỏa trấn Sơn Hải Thành, màn phi tỏa trấn Long Ngao Thành, hắc thổ không cách nào xuất trinh, hiện tại, cổ trần bỗng nhiên phát giác tướng lãnh dưới tay mình vẫn là quá ít. Xem ra, cần bồi dưỡng thêm một số tướng lãnh trung tầng, tìm kiếm một số chiến tướng cường đại mới được, nhân tài quá ít. Cổ trần trong lúc nhất thời cảm giác nhân tài dưới tay mình quá ít, đỉnh phong nhân tài, chiến tướng, chỉ có bốn người, đến thời điểm cần dùng thật quá ít. Đây là một do thần huyết, trở về thuê biến thật tốt, cần phải độ kiếp phong vương, nếu không bắt người tra hỏi. Sắc mặt cổ trần nghiêm túc nhìn hắc thổ, ra cảnh cáo, nếu không thể độ kiếp phong vương, vậy cũng không cần trở về tuân lệnh hắc thổ lớn tiếng lĩnh mệnh trong đầu đầy dấu chấm hỏi tiếp nhận thần huyết liền bái tạ sau đó xoay người rời đi chỉ còn lại cổ trần ngồi trong đại điện cười khổ tìm được mấy chiến tướng cường đại rồi mặt mũi cổ trần tràn đầy kiên định bỗng nhiên đứng dậy đi thẳng đến đại điện hắn muốn đi xử lý một vài chuyện sau đó an bài công tác phòng ngự rồi rời bách man sơn muốn tìm chiến tướng cực kỳ cường lực mới được nhân tài khan hiếm cường tướng dưới tay không đủ ừm mới vừa ra tới sắc mặt cổ trần ngưng tụ bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa ngoài bách man sơn có một cỗ khí thức cường đại đang cấp tốc phá không mà đến vũ hoàng cổ trần kinh ngạc lên tiếng cỗ khí thức kia lại là khí thức của vũ hoàng trong lòng hắn hiếu kỳ vũ hoàng sao lại tới đây siêu một bóng người hạ xuống bách man sơn đứng trong hư không nhìn xuống hoang cổ thành phía dưới chỉ thấy bên trong hoang cổ thành một người nhảy lên đạp trên hư không đi tới chính là cổ trần kinh ngạc nhìn vị Vũ Hoàng trước mắt này. Vũ Hoàng đích thân tới, Bách Man Sơn có rồng đến nhà tôm. Cổ Trần cười nói, lại không biết lúc này Vũ Hoàng đang bị mộng bức, đôi mắt kém chút lồi ra tới. Ngươi, ngươi ngươi, mặt mũi Vũ Hoàng tràn đầy kinh dị, trừng lớn nhìn Cổ Trần. Hắn giống như gặp phải quỷ, hoảng sợ vô cùng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, bị Cổ Trần cứ thế mà dọa đến nhịp tim cũng dừng lại. Vũ Hoàng hô hấp dồn dập, kinh dị nhìn Cổ Trần, thậm chí hoài nghi cổ trần trước mắt có phải thật hay không, hay là lão quái vật biến ra. Ngươi, ngươi làm sao? Hắn không nói nên lời, thật sự là bị cổ trần làm rung động tột đỉnh, kém chút choáng. Trước đó nhìn thấy cổ trần còn giống như không có phong vương, thời gian trước, đột nhiên chứng đạo phong vương, trực tiếp đứng hàng đầu trên phong vương bảng, hơn nữa còn là phong hào nhân vương. Nhưng sau cùng đột nhiên biến mất, khiến người ta hiếu kỳ, dẫn đến một trận gió to sóng lớn, thậm chí kích động tâm các dị tộc phương thần, đào mắt mấy ngày, cổ trần làm sao lại bước vào hoàng giả cảnh thành một phương hoàng giả, giống như hắn khí tức thâm bất khả chắc đã nhìn không thấu. ngươi phong hoàng rồi, vũ hoàng chấn kinh hỏi, cổ trần cười không nói. trước đó xem không hiểu khí tức cụ thể của vũ hoàng, hiện tại đã có thể cảm ứng rõ ràng được chiều sâu của hắn. vũ hoàng nửa chân đạp nhập thiên môn, sắp gõ mở thiên môn, toàn thân trên dưới còn quấn một luồng quy tắc khí tức ba động. vũ hoàng mời cổ trần cười mời vũ hoàng. Hai người cùng đến trước thanh đồng đại điện, đi vào trong đó. Ly, dâng rượu, đi nướng một phần kim giao thịt chiêu đãi Vũ Hoàng. Chương 1027. Vừa tiến đến, Cổ Trần trực tiếp phân phó Ly đi nướng một phần kim giao thịt, chiêu đãi vị Vũ Hoàng này. Lúc này, Vũ Hoàng đâu có tâm tư ăn uống, trong đầu đều là dấu chấm hỏi, dáng vẻ mộng bức, vì Cổ Trần biến hóa mà cả kinh không nhẹ. Trong lòng hắn rung động, còn chưa thông thả lại sức, trước đó nhìn thấy Cổ Trần giống như chưa đi bao lâu làm sao trong chớp mắt không gặp, gia hỏa này liền giống như đã thành một phương hoàng giả. Mà khí tức toàn thân kia một chút cũng không lọt, thâm bất khả chắc, nhìn cũng không thấy, khiến Vũ Hoàng làm sao có thể an tĩnh lại, hoàn toàn bị hù. Thật không thể tin, Vũ Hoàng cầm bình rượu, hung hăng nỉ non, ánh mắt nhìn về phía cổ trần biến đến khác biệt. Trước kia hắn nhìn cổ trần cho rằng nhất định có thể đạt tới cấp độ của hắn, nhưng không dự liệu được có thể nhanh như vậy, thậm chí nhanh khiến hắn không thể tin nổi. Chỉ chớp mắt, giống như hắn bình khởi bình tỏa, đều là một phương hoàng giả, khiến Vũ Hoàng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, có chút đắng chát. Có chút chua chua, hắn tu luyện bao lâu mới bước vào hoàng giả cảnh, nhưng so với cổ trần quái vật này, thật là không đáng một đồng. Vũ Hoàng, mời, cổ trần dơ bình rượu lên ra hiệu, hai người ngồi ngay ngắn trong đại điện uống rượu, ly ở một bên yên lặng nướng kim giao thịt, hương thơm bay bốn phía. Vũ Hoàng uống một ngụm rượu, trầm mặc thật lâu mới thăm thẳm nói ra, cổ trần, người nói thật đi trước đó phong hoàng bảng biến hóa phải liên quan đến ngươi hay không hắn nói mặt nghiêm túc nhìn cổ trần trong mắt lộ ra một tia dị dạng cổ trần nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu người nói là nhân hoàng tôn hiệu nếu là cái này thì không sai trước đó phía trên phong hoàng bảng biến hóa là bắt nguồn từ ta thật vũ hoàng chừng lớn hai mắt lộ ra một vệt kinh hãi suy đoán là một chuyện chính thức biết lại là một chuyện khác tâm tình vũ hoàng lúc này không khác gì tàu lượn thay đổi rất nhanh bị cổ trần cả kinh tâm thần đều có chút không định khí thức ba động kịch liệt hắn bình phục thật lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cổ trần giống như nhìn một vật chân bảo hiếm thấy không đúng là đang nhìn một quái vật vì sao nhân hoàng tôn vị đột nhiên biến mất còn không thành hình liền biến mất chẳng lẽ người chứng đạo nhân hoàng tôn vị thất bại rồi vũ hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương cổ trần lắc đầu hai mắt dường như nhìn thấu hư vô tối tăm nói khẽ cái kia gọi là danh sách thiên địa quy tắc với ta mà nói không có chút tác dụng chỉ là cái danh hào mà nó còn muốn hấp thu khí vận của ta thậm chí hấp thu tộc vận cái này là tuyệt đối không cho phép cổ trần mỗi chữ mỗi câu kiên định không đổi hắn kiên định nói xưng hào như vậy có tác dụng gì còn bị dị tộc các phương để ý thậm chí dẫn tới vô vàn phiền phức nếu như vậy còn không bằng trực tiếp đánh gãy ta dù không lên bảng vẫn có thể dẫn dắt bộ tộc trở nên cường thịnh. Cổ Trần nói xong lộ ra một cỗ tự tin cường đại, Vũ Hoàng cũng vì đó động dung. Hắn nghe xong lời Cổ Trần, trong lòng có chấn động cực lớn, trong thoáng chốc hiểu rõ vì sao Cổ Trần không lên bảng, vì sao đi lên đột nhiên biến mất. Thì ra là chính hắn từ bỏ, hơn nữa còn cắt đứt danh sách kia, không nguyện ý lên bảng, tất nhiên không có khả năng hiện ra. Bởi vậy vừa đến, liền có thể giải thích được vì sao hai lần bảng danh sách xuất hiện biến cố, kỳ thật cũng là Cổ Trần không nguyện ý lên bảng trực tiếp cắt đứt danh sách, thậm chí trấn áp khí vận cùng tộc vận của chính mình. Thì ra là thế, hấp thụ khí vận, tộc vận là để ngưng tụ tôn vị, phù hợp vận chuyển của thiên địa quy tắc, người vậy mà cự tuyệt. Vũ Hoàng có chút giở khóc giở cười, hắn không biết nói thế nào. Cổ Trần thật đúng là có cá tính, vậy mà cự tuyệt lên bảng, khiến hắn không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nhân hoàng tôn hiệu không tốt sao? Vũ Hoàng, đừng nói ta, nói một chút ngươi lần này tới có chuyện gì, cần ta giúp đỡ sao? Cổ Trần nhìn về phía Vũ Hoàng, hắn rất ngạc nhiên, vị Vũ Hoàng này làm sao đột nhiên tự mình đến Bách Man Sơn, đây là bản thể của hắn, không phải phân thân. Một hoàng giả tự mình đến đây, nếu nói không có việc gì kẻ ngu cũng không tin. Quả nhiên, sắc mặt Vũ Hoàng nghiêm một chút, trầm ngâm chầm chậm nói ra, ta tới, là một vị đại tổ trong tộc để cho ta tới, mang đến cho ngươi một tin tức. Tin tức gì, thân sắc Cổ Trần cứng lại, đại tổ trong Vũ Hoàng tộc, khẳng định là thông thiên cảnh lão tổ thậm chí cường đại hơn. Chương 1028. Chỉ nghe Vũ Hoàng thở dài nói, "Đại tổ để ta nói cho ngươi, nhân tộc lần này thánh chiến có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ, mấy vị lão tổ hao phí thọ nguyên, lúc thiên địa quy tắc đại biến thôi diễn đến một góc tương lai, thấy được nhân tộc ta xuống dốc." "Thánh chiến, thất bại." Một câu, chấn động cổ trần đến toàn thân phát run, sắc mặt biến đổi lớn. "Thánh chiến thất bại?" Trong đầu hắn sẽ chỉ hiện một câu nói như vậy, "Lần này thánh chiến, chắc chắn thất bại." là mấy vị lão tổ của vũ hoàng liên thủ thôi diễn ra kết quả bọn họ nhìn một góc tương lai thấy được cảnh tượng thánh chiến thảm liệt nhân tộc thảm bại không ai sống sót một thánh địa đều không có tất cả nhân tộc thánh địa tham chiến toàn bộ hủy diệt cảnh tượng này sợ ngây người mấy vị lão tổ kia bất đắc dĩ để vũ hoàng đi ra đem tin tức truyền đạt cho các đại thế lực bộ lạc liên minh nhân tộc bởi vì tin tức này quá lớn quá kinh khủng khiến người ta thật bất an thánh chiến thất bại tin tức này giống như sấm sét cổ trần cũng kinh hãi chuyện tương lai ai có thể thấy rõ ràng cổ trần bỗng nhiên thanh tỉnh trực tiếp chém chết nội tâm chấn động cùng kinh hãi cả người khôi phục loại tự tin mãnh liệt kia hai mắt hắn sáng rực lớn tiếng nói ta không tin tương lai chỉ tin tưởng hiện tại tương lai chỉ là hư huyễn nhìn thấy chưa chắc là chân thực cổ trần khiến vũ hoàng tâm thần chấn động cười to nói nói hay lắm bản hoàng nghĩ giống ngươi tương lai chỉ là hư huyễn hiện tại mới là chân thực Cổ Trần, người thật làm cho bản hoàng kinh ngạc, thậm chí chấn kinh, chưa bao giờ có một người giống như ngươi, thật là làm cho người ta kinh diễm. Vũ Hoàng nói một mặt cảm khái, kinh thán, đối với Cổ Trần đã không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hoàn toàn là quái vật, quái thai, ta tới, đầu tiên là cáo chi ngươi tin tức này, chuẩn bị sẵn sàng, thánh chiến sau đó chính là đại kiếp nhân tộc ta, các tộc tất nhiên đối với tất cả thế lực nhân tộc tiến hành một lần đại thanh tẩy. Sắc mặt Vũ Hoàng nghiêm túc cảnh cáo nhắc nhở cổ trần tin tức này. Hắn dừng một chút nói tiếp, ta tới, chuyện thứ hai, là muốn cùng hoang cổ nhất tộc ngươi kết thành liên minh, bù đắp nhau, đề cao chỉnh thể thực lực mới của hai chúng ta. Ngươi nên binh lâm thiên nguyên rồi, ta nhận được tin tức ngươi đã diệt phong tộc xào huyệt ở hỗn loạn thiên nguyên san phẳng một vương tộc. Nói thật ra, bản hoàng thật vô cùng giật mình, nhưng ngươi phải cẩn thận cảnh giác, hắc ma tộc, thiên tinh trong tộc ẩn giấu không ít lão giả. Vũ Hoàng sau cùng nhắc nhở, trong hoàng tộc hắc ma tộc thiên tinh tộc ẩn giấu mấy lão giả cường đại đó những lão giả này một khi xuất hiện là uy hiếp với cổ trần nhưng hắn chuyển giọng nói tiếp có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng mấy vị lão tổ trong tộc đều đề cập qua lão giả kia của hắc ma tộc thiên tinh tộc nếu xuất hiện tất sẽ ngăn cản các lão tổ bảo ta truyền đạt yên tâm đi giết vũ hoàng nói xong nhìn thật sâu vào mắt cổ trần chính thức nhìn không thấu vị thanh niên cường đại trước mắt này một lần lại một lần khiến hắn rung động giật mình liên minh của ta giúp ngươi kiềm chế lực lượng hắc ma tộc, thiên tinh tộc dựa vào chính ngươi, trừ phi ngươi có thể liên hệ với phía đông đông hoàng liên minh. Hắn nhắc đến một liên minh, đại liên minh nhân tộc phía đông gần hỗn loạn thiên nguyên, đông hoàng liên minh. Đông hoàng liên minh, cổ trần như có điều suy nghĩ, khẽ vuốt cầm biểu thị biết. Chỉ nghe vũ hoàng tiếp tục nói, chuyện thứ ba là liên quan tới ta, ba ngày sau, ta muốn đạp phá thiên môn, hy vọng có thể mời ngươi giúp ta hộ vệ, ngăn trở dị tộc cường giả xâm phạm đánh giết đây là một kiện bảo vật bản hoàng được lão tổ ban cho là từ bên trong hư không chiến trường lấy được là một khối quy tắc toái phiến bên trong ẩn chứa bản nguyên không gian quy tắc vũ hoàng nói trịnh trọng lấy ra một khối toái phiến kỳ dị phía trên tràn ngập quy tắc ba động khiến hai mắt cổ trần sáng lên quy tắc toái phiến cổ trần kinh nghi nhìn mảnh vụn này lại là một khối quy tắc toái phiến từ bên trong hư không chiến trường lấy được vũ hoàng vì mời hắn mà bỏ ra một khối quy tắc toái phiến Bản hoàng biết ngươi lĩnh ngộ không gian chi lực, khối không gian quy tắc toái phiến này đưa ngươi phù hợp, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Vũ hoàng nói rất thành khẩn, cổ trần tất nhiên không thể lãnh đạm, thân là cường giả cùng cấp bậc, tất yếu nên tôn trọng. Tốt, vậy ta nhận, ba ngày sau, ta nhất định đến. Cổ trần trịnh trọng hứa hẹn, nhận lấy khối quy tắc toái phiến kia, thứ này đối với hắn rất có tác dụng, nhất định có thể làm cho không gian chi lực của hắn tiến một bước, thậm chí trực tiếp lĩnh ngộ không gian quy tắc. Vậy bản hoàng liền cáo từ ba ngày sau, bản hoàng ở chỗ này lên trời độ kiếp. chương 1029, Vũ Hoàng đứng dậy, đem một ngọc phù giao cho cổ trần liền đi. Trong đại điện chỉ còn cổ trần, cầm ngọc phù yên lặng suy tư, bên trong ẩn chứa vị trí cụ thể lần độ kiếp này của Vũ Hoàng. Trong đại điện, cổ trần xếp bằng ở giữa không chung, cả người tản ra một cỗ quang mang mông lung. Bốn phía tràn ngập từng đoàn hắc phân tử, đó là không gian hạt, tạo thành một cơn bão táp xoay tròn bốn phía quanh thân thể, xoắn nát không gian trong lòng bàn tay hắn đang nắm một viên toái phiến kỳ quái đó là quy tắc toái phiến toái phiến này chính là vũ hoàng tặc bên trong ẩn chứa một gỗ không gian quy tắc bản nguyên chi lực khỏi cần phải nói thứ này vô cùng chân quý là lấy từ bên trong hư không chiến chỉ có chỗ đó mới có thể thu được loại bảo vật này vũ hoàng là một đại khí nhân một lòng vì nhân tộc dù trước đó cổ trần không có phong vương thì hắn vẫn tôn trọng đầy đủ huống chi bây giờ cổ trần chứng đạo phong hoàng thành một phương hoàng giả tất nhiên không thể tùy tiện thỉnh cầu tặng một khối quy tắc toái phiến là một cách hay nhờ vậy không chỉ có được hào cảm của cổ trần càng có thể thu được một trợ lực cường đại hộ vệ hắn đăng thiên môn ba ngày sau một thân chiến lược này của cổ trần vũ hoàng cảm giác có chỗ không theo kịp cho nên thỉnh cầu cổ trần kỳ thật cũng chỉ là nhất thời là hắn đi tới nơi này nhìn thấy cổ trần đột nhiên nảy lòng tham mời hắn giúp đỡ có thể mời một vị hoàng giả giúp hộ vệ mình vậy dĩ nhiên cần một chút đại giới khối không gian quy tắc toái phiến này cũng là thù lao tốt nhất. Nói thật ra, trong lòng Vũ Hoàng bây giờ còn có chút đau, bởi vì thứ này vốn là chính hắn định dùng, hiện tại tặng xì xì. Lúc này, quanh người cổ trần còn quấn từng đạo khí lưu màu đen, một luồng không gian quy tắc từ bên trong toái phiến tràn ra, nhập vào cơ thể. Hắn đang hấp thu quy tắc chi lực, thuộc về một loại không gian quy tắc, bên trong không gian quy tắc toái phiến. Đây là lần đầu cổ trần chính thức hấp thu quy tắc chi lực, cảm giác không bình thường, so với không gian chi lực căn bản không giống nhau quy tắc là một loại lực lượng ngưng tụ và thể hiện lực lượng là từ tan giã mà có nhưng quy tắc là một loại hình thái cùng nhau ngưng kết cao hơn tỷ như cổ trần hiện tại nắm giữ không gian chi lực kỳ thật cũng là không gian chi lực tan giã xuất hiện dưới hình thái phân tử mà quy tắc không giống vậy nó là một chỉnh thể là một loại không gian lực lượng hoàn thiện hoàn chỉnh cường đại hơn nhiều cổ trần hấp thu không gian quy tắc lực lượng lập tức cảm giác toàn bộ không gian chi lực trong cơ thể sôi trào, không tự chủ được mà sinh ra tiến hóa. Giang giác, đột nhiên, một tiếng vang giòn từ trong cơ thể truyền đến, dường như có vật gì đó vỡ vụn, một cỗ khí thức cường đại lan tràn. Không gian xung quanh răng rác vỡ vụn, từ bên trong tuôn ra một cỗ hắc phong bạo, dòng nước lũ cuồn cuộn khuấy động, che mất cổ chân. Đó là không gian kích lưu, vậy mà dẫn ra không gian hồng lưu bằng bạc, nhập vào cơ thể, giống như một cái động không đáy đang thôn phệ thân thể cổ trần triệt để bị dìm ngập, không gian chi lực liên tục tăng lên, huyết mạch chấn động, huyết mạch lực lượng thuộc về không gian vậy mà thuế biến tại thời khắc này. Cùng lúc không gian quy tắc chi lực rót vào, khiến cổ trần được tấn thăng, hiểu rõ được chân thiết áo nghĩa của quy tắc, chính thức trông thấy, chạm đến, lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Đoán chừng Vũ Hoàng cũng không nghĩ tới, cổ trần có thể nhờ một khối quy tắc toái phiến, trực tiếp liền để không gian chi lực của mình lột xác thành công, bước vào quy tắc chi lực. Bốn loại huyết mạch chi lực, không gian chi lực dẫn đầu đột phá, hoàn thành tiến hóa, trở thành một cấp quy tắc chi lực cao hơn. Oanh, một tiếng oanh minh, cổ trần tỉnh lại từ bên trong không gian áo nghĩa vô biên, cả người cảm giác thế giới biến đến không đồng dạng. Dường như trước đó đối với thế giới, chỉ là ngắm hoa trong màn xương, mông lung, nhưng bây giờ chợt nhìn thấy những thứ trước đó không thấy. Giống như đẩy ra mê vụ, thấy được chân thực, khắp đất trời tràn ngập lít nha lít nhít vô số quy tắc, rõ ràng nhất chính là không gian quy tắc, rốt cục để hắn thấy được hắn chưa bước qua thiên môn, vậy mà đã lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc, đem không gian chi lực đẩy đến quy tắc tầng thứ. Có thể nói, cổ trần hiện tại cũng hơi kinh ngạc với chính mình, chẳng lẽ nói, không tiến vào thiên môn cũng có thể lĩnh ngộ lực lượng của quy tắc. Như vậy thiên môn tồn tại có ý nghĩa gì? chương 1030, hắn hiện tại dựa vào một khối không gian quy tắc toái phiến, trực tiếp tìm hiểu không gian quy tắc áo nghĩa, từ đó để không gian chi lực của mình hoàn thành thuế biến. Có điều cũng muốn vậy, phải biết, không gian chi lực cổ trần lĩnh ngộ đã sớm đạt đến mức cực hạn, kém chút thì lột xác thành quy tắc chi lực. Hiện tại thu hoạch được một cơ hội đột phá, chính là khối quy tắc toái phiến kia cho hắn một cơ hội, từ đó chỉ có một lần hành động đột phá mà thôi. Người khác muốn như vậy, căn bản không có khả năng. Mà chủ yếu nhất, người có bao nhiêu quy tắc toái phiến. Thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, là lấy được từ bên trong hư không chiến trường, người nào có thể đi vào hư không chiến trường, hơn nữa còn có thể sống sót đi ra. Quy tắc, cổ trần thì thào một câu, giơ tay lên chỉ điểm. Bành, trong đại điện một bộ thanh đồng chắc ý đột nhiên nổ tung thành vô số bột phấn, cứ như vậy đột nhiên vỡ vụn thành vô số hạt tròn nhỏ xíu tán lạc khắp nơi. Chỉ là chỉ điểm một cái, trực tiếp khiến thanh đồng chắc ý hóa thành bột mịn, quy tắc chi lực cường đại kia khiến cổ trần kinh thán. Đây chính là quy tắc chi lực, cổ trần có chút hiểu được, trên ngón tay còn quấn một vài sợi tơ màu đen, một chỉ vừa rồi, chính là vận dụng quy tắc chi lực. Không gian quy tắc chi lực huyền diệu khó lường, Khiến Cổ Trần trầm mê không thôi, loại lực lượng này thật là quá cường đại. Đây chỉ là kết quả hắn lĩnh ngộ sơ sơ, trước mắt, không gian chi lực của Cổ Trần cần thuế biến thành một điều quy tắc chi lực. Chỉ có ngưng tụ ra 10 điều quy tắc chi lực mới có thể tính là đại thành, hơn nữa còn phải đem 10 điều quy tắc chi lực hợp nhất mới thật sự là đại viên mãn. Hai mắt Cổ Trần hiện ra u quang, xem thấu hư vô, giữa trời đất gặp được vô số quy tắc giao thoa ngang dọc, cấu thành một thế giới to lớn. Nhưng những thứ này quá phức tạp, còn có vô số đồ vật và huyền ảo không thể nhìn thấy, khiến Cổ Trần hiểu, chính thức xây dựng một thế giới cần nhiều thứ và rất nhiều lực lượng. Lĩnh ngộ quy tắc, nắm giữ quy tắc, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, con đường của ta còn rất dài. Cổ Trần lẩm bẩm, biết rằng con đường của mình còn dài đằng đẵng, trước mắt nhìn như cường đại, kỳ thực đối với cường giả chân chính mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ví như thánh nhân, những người này mới thật sự là cường giả, thánh nhân khai mở một thế giới chân thật xây dựng một thế giới mới gọi là cường đại cổ trần cảm thấy mình vừa mới bắt đầu không có gì để đắc ý tự đại kiêu ngạo cuối cùng sẽ ngã vào thâm uyên từ đó không đứng dậy được còn hai ngày vũ hoàng muốn lên trời độ kiếp rồi tâm tư hắn nhất động lập tức biết lần tu luyện này mất bao lâu đã qua một ngày còn hai ngày cổ trần không tiếp tục tiềm tu mà yên lặng điều trị thân tâm thể ngộ không gian quy tắc chi lực vừa mới lĩnh hội tập quen ứng dụng còn yên lặng lĩnh ngộ lực lượng khác thời gian hỏa diễm, thiên phạt đều cần hắn lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí không ngừng làm quen mới có thể vung tay là dùng, bất kỳ lực lượng nào cũng cần phải không ngừng làm quen mới có thể nắm giữ, một khi lạnh nhạt chẳng khác nào ngươi bước lui. Thời gian từng chút đi qua, chớp mắt hai ngày thoáng một cái đã qua. Bạch, cổ trần bỗng nhiên mở mắt, hai đạo quang mang xé rách không khí, vạch ra một dấu vết đen như mực, đó là vết nứt không gian. Trong hai mắt hắn ngưng tụ một cỗ không gian quy tắc chi lực, dần dần biến mất tinh khí thần cả người đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nên xuất phát rồi, cổ trần tự lẩm bẩm từng bước đi ra thanh đồng đại điện, ngắm nhìn hư không, biết mình nên xuất phát rồi, tiến về nơi vũ hoàng độ kiếp. Tê lạp, chỉ thấy, hai tay cổ trần nhẹ nhàng xé ra, không gian trước mắt lập tức nứt ra một vết rách vết rách đen như mực xuất hiện, lộ ra hủy diệt khí thức tĩnh mịch. Cổ trần không chút do dự bước vào trong đó, cả người chưa nhập vào không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong hoàng cung của thú nhân bỉ mông hoàng tộc, một cỗ khí thức cường đại truyền đến. Nhân tộc, vũ hoàng muốn lên trời độ kiếp, bản hoàng muốn chém đứt thiên lộ của hắn. Trong hoàng cung truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, có thân ảnh đáng sợ bay lên không trung, một kim quang xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Đó là bỉ mông hoàng, muốn đi ngăn chặn con đường đăng thiên của vũ hoàng. Vũ hoàng, hẳn phải chết, một bên khác, kim tộc, từ kim hoàng từng bước một bay lên không, biến mất ở nơi xa rốt cuộc cũng xác định được vị trí, Vũ Hoàng, lần này ngươi phải chết. Thạch tộc, vị thạch hoàng kia phá quan mà ra, tay cầm một cây thạch binh khủng bố xông lên trời, chớp mắt liền không thấy tung tích. Chương 1031, có nhân tộc hoàng giả muốn lên trời độ kiếp, ngăn cản hắn, nhất định phải chém chết. Lúc này, vạn thạch lính, hỗn loạn thiên huyên cường giả dị tộc các phương ảo ảo độc, đều nghĩ đến muốn ngăn cản Vũ Hoàng lên trời độ kiếp, chém chết thiên lộ của hắn. Nhân tộc Vũ Hoàng lên trời độ kiếp, lập tức khiêu động cường giả và dị tộc các phương. Đi, giết Vũ hoàng, chặt đứt đăng thiên chi lộ của hắn. Hỗn loạn thiên uyên, hai thân ảnh cường giả ngút trời, hắc ma hoàng, thiên tinh hoàng xuất hiện, đều muốn đi chặt đứt con đường của vũ hoàng. Dù sao bọn họ không nguyện ý trông thấy vũ hoàng lên trời thành công, bởi như vậy sẽ là một mối uy hiếp cho bọn hắn. Vũ hoàng lần này lên trời độ kiếp, đưa tới không ít cường giả dị tộc muốn ngăn chặn vị hoàng giả nhân tộc này đăng thiên, đây là muốn tuyệt sát hắn. Vạn thạch lĩnh, phía trên một chỗ kình thiên cô phong. Vũ Hoàng đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, chiến bào trên người phần phật, toàn thân khí tức tràn ngập, đánh tan cuồng phong vù vù của đỉnh núi, ngăn cách hết thảy. Khí tức của hắn tích xúc đến đỉnh điểm, cả người dường như muốn xé trời mà đi. Trên đỉnh đầu hắn có một luồng khí tức đáng sợ ấp ủ, thiên uy ù ù, như là thượng thương đang nổi giận, khí tức kinh khủng làm cho người e ngại. Còn có lít nha lít nhít quy tắc không ngừng xen lẫn, dựng ra một môn hộ mông lung. Thiên môn, cái kia chính là thiên môn của thiên địa quy tắc, chỉ cần gõ mở thiên môn này, bước qua thập trọng thiên môn liền có thể một bước lên trời thành thiên nhân. ầm ầm tứ phương rung động, quy tắc sen lẫn, một phiến đại môn chậm rãi hiện lên, đứng trên hư không, lộ ra một loại khí tức làm người sợ hãi. Hai tay vũ hoàng chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp, hai mắt lộ ra chiến ý sáng rực nhìn thiên môn, có loại khí khái vô địch giống như ngoài ta còn ai có thể. Ngươi đến rồi, thân sắc vũ hoàng bỗng nhiên nhất động, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một thân ảnh từ trong không gian rậm chân mà ra, đi tới cách đó không xa. Người tới chính là Cổ Trần, Vũ Hoàng, ta cảm ứng được không ít khí thức cường đại. Cổ Trần vừa đến đã thận trọng nhắc nhở một câu, vừa tới cũng cảm giác được mấy đạo khí thức cường đại ẩn tàng, trong lòng nghiêm túc. Hắn biết, những khí thức này đều là cường giả dị tộc, là đến ngăn cản Vũ Hoàng lên trời. Không sao, ta mặt khác mời mấy vị liên minh hoàng giả đến đây trợ trận, cũng sắp đến. Vũ Hoàng khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói hắn biết rõ đăng thiên môn tất có cản trở dị tộc cường giả chỉ là một trong số đó tất phải trải qua bất kể là ai đăng thiên môn đều sẽ có những cường giả khác cản trở đây chính là kiếp vượt qua mới có thể có thành tựu lớn không độ được thì biến thành cho bụi vì sao có những cường giả khác cản trở bởi vì ngăn cản đăng thiên giả sẽ có chỗ tốt có thể từ đó đánh cắp một số thiên địa quy tắc bản nguyên đây chính là nguyên nhân vì sao những cường giả khác cản trừ độ thiên môn ai cũng thèm thiên địa quy tắc bản nguyên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cổ trần như có điều suy nghĩ nói ngăn cản người khác độ thiên môn có thể thu được thiên địa quy tắc bản nguyên còn có chuyện tốt bực này hắn thực không rõ huyền bí trong đó hiện tại nghe xong trong lòng suy nghĩ về sau nếu có người độ thiên môn hắn cũng đi cản trở để đoạt thiên địa quy tắc bản nguyên hay không siêu 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 ngay lúc này tứ phương truyền đến từng đợt ba động cường đại có cường giả xuất hiện hai mắt cổ trần ngưng tụ thấp giọng nói tới rồi dị tộc cường giả, tổng cộng ba tên hoàng giả, xem ra không ít cường giả dị tộc đến. Vũ Hoàng, người hôm nay đừng mong bước qua thiên môn. Một tiếng hét lớn chuyển đến, hư không rung động, tầng mây đều bị đánh sơ sắc biến mất. Chỉ thấy một thân ảnh cường đại từ trên trời giáng xuống, đứng giữa không chung, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ uy áp nồng đậm, khí tức khiếp người vô cùng. Toàn thân hắn mọc đầy vải màu xanh lục, trên mặt đều bao trùm L vải màu xanh lục, ánh mắt giống như một con rắn độc. Lục tích hoàng, không nghĩ tới người cũng tới. Chỉ nghe thanh âm âm lãnh truyền đến, khiến người ta không tự chủ toàn thân lạnh lẽo. Cổ trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một một sinh vật hình người mặc hắc hoàng bào, đầu đội vương miện màu đen xuất hiện giữa không trung, toàn thân bao phủ một cỗ hắc phụ. Thì ra là hắc ma hoàng, cổ trần bừng tỉnh đại ngộ, là hắc ma hoàng, nhưng sắc mặt hắn lẫm liệt, kinh ngạc nói, hắc ma hoàng không phải bị ta giết rồi sao, vì sao còn có thể xuất hiện, cổ trần, thì ra là tiểu tử ngươi hắc ma hoàng phát hiện ra cổ trần đồng tử co rụt lại kinh nghi nói người không chết làm sao có thể chứ ta mời chương 1032, hắn lập tức im miệng dường như ý thức được cái gì không nói tiếp tâm tư cổ trần nhanh quay ngược trở lại giật mình nói người nói là thông thiên lão ma kia đáng tiếc bị hắn chạy lần sau đụng tới nhất định đem hắn gác trên bếp nướng hỗn trướng hắc ma hoàng tức giận đến bốc khói kém chút thì động thủ nhưng lại chế trụ cỗ lửa giận không đần độn mà xông lên. Hắn hiểu rõ Cổ Trần Cường Đại, chính song từ chi thân của hắn bị chém giết, khiến hắn đau lòng thật lâu đến tận bây giờ. Lão tổ giết không chết hắn, quái vật này, hôm nay hơn phân nửa có chút phiền phức. Hắc Ma Hoàng âm thầm nghĩ trong lòng, có chút cảnh giác, đối với Cổ Trần tràn đầy kiêng kỵ, quái vật này, thông thiên lão ma cũng không thể giết. Hắc Ma Hoàng, người xem ra rất kiêng kỵ tiểu tử này. Chỉ nghe một thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người nhìn lại chỉ thấy một tôn hoàng giả khác đứng trên đám mây, hai mắt nhìn chằm chằm cổ trần. Người này, toàn thân tản ra một cỗ tử sắc tinh quang mông lung, trên người giống như tử sắc thủy tinh lập lè tỏa sáng, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ trói lọi vô cùng. Tử tinh hoàng, người muốn biết thì đi thử xem, tốt nhất là giết hắn. Hắc ma hoàng nhanh quay ngược trở lại, vừa cười quái dị vừa nói. Hai mắt tử tinh hoàng nhíu lại, lộ ra quang mang nguy hiểm, âm thầm đánh giá cổ trần, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hắn rất cảnh giác, Đối với Hắc Ma Hoàng coi như mắt điếc tai ngơ, nói đùa, Hắc Ma Hoàng này rất quái, có quỷ mới tin hắn. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, trong lòng Tử Tinh Hoàng cảnh giác cực kỳ, hắn âm thầm kinh nghi, vậy mà nhìn không thấu Cổ Trần, giống như một phiến mê vụ, lại như là không tồn tại, toàn thân tiểu tử này lộ ra ba động quỷ dị. Một tiểu tử nhân tộc có thể khiến các ngươi kiêng kỵ. Lục Tích Hoàng có chút khinh thường cười lạnh, căn bản là xem thường Cổ Trần, một tiểu tử nhân tộc, đoán chừng lông còn chưa mọc đủ. Một bên, thần sắc Vũ Hoàng quái dị, nhìn cổ trần, lại nhìn Hắc Ma Hoàng, tựa hồ hai người đã từng giao thủ, mà Hắc Ma Hoàng còn bị lỗ vốn. Thật là yêu nghiệt, Vũ Hoàng thầm than trong lòng, có điều hắn lập tức thu liếm tâm tư, toàn tâm toàn ý thích góp lực lượng, mặc kệ ba vị dị tộc hoàng giả bốn phía, toàn bộ tinh thần đặt ở thiên môn chi thượng dần dần hiện lên. Vũ Hoàng chuẩn bị lên trời, chờ hắn mở thiên môn, trực tiếp nhất kích tất sát. Chém Vũ Hoàng, chiếm lấy thiên địa quy tắc bản nguyên thuộc về hắn. Hắc Ma Hoàng, Lục Tích Hoàng, Tử Tinh Hoàng, khí tức ba vị chấn động, ba động mù mịt cường đại, lực lượng toàn thân ngưng tụ tới cực điểm, chuẩn bị nhất kích tất sát. Ba đại hoàng giả chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu, cổ chân tâm thần chấn động, lập tức ý thức được phải bắt đầu. Ầm ầm, quả thật đúng là không sai, một cỗ chấn động truyền đến, phía trên hư không, một quy tắc đại môn ù ù đè xuống áp lực bàng bạc khiến tất cả mọi người nhịn không được mà hô hấp trầm trọng. Đó là thiên địa chi uy, từng đạo quy tắc xen lẫn, hội tụ, khí tức tản ra làm cho người e ngại. Thiên môn, buông xuống, lên trời, độ kiếp, hai mắt phú hoàng bộc phát thần mang, bỗng nhiên hét lớn, bay lên không trung khí tức cả người ầm vang bạo phát, ngang nhiên sông lên trời, thẳng hướng thiên môn kia. Hắn tích xúc sức lực cả đời, 12 phần lực lượng bạo phát, toàn bộ đánh vào thiên môn chi thượng kia. Một tiếng đông long vang thật lớn, thiên địa rung động, dự âm đáng sợ nổ tung lật ngược phương viên 10 dặm, đại sơn đều trực tiếp vỡ nát. Cô phong của Vũ Hoàng càng từng khúc sụp đổ, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một hố sâu ở nơi đó. Làm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màng nhĩ ong ong, đại não anh minh, dường như ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Sắc mặt cổ trần run lên, linh hồn ý chí cường đại một mực giữ vững tâm thần, hai mắt sáng rực nhìn cánh cửa kia qua hư không. Chỉ thấy Vũ Hoàng nhất kích oanh lên thiên môn chi thượng, trong nháy mắt đánh môn hộ dung động kịch liệt, lực lượng cường đại phát tiết, u u anh mở phiến đại môn kia bản hoàng chí cao như trời ngày này không ngăn cản được bước chân của bản hoàng Vũ hoàng ngẩng lên trời hét lớn tu vi toàn thân bạo phát oanh mở thiên môn đi từng bước cường thế lên trời bước vào bên trong thiên môn khai thiên môn đăng thiên lộ chính là lúc này giết hắn vào thời khắc này ba đại hoàng giả sớm đã chuẩn bị song quát lớn đột nhiên phát động hung mãnh nhất đánh bất ngờ nhất kích sụp đổ muốn chết đôi mắt cổ trần lộ ra hung quang miệng hét lớn thân ảnh mút trời ngăn trước thiên môn khí tức cường đại bạo phát không chút bảo lưu. chương 1033, hắn vung ra một quyền, một tiếng ầm vang, ba cỗ lực lượng đều bị sụp đổ biến mất, dư âm đáng sợ quét ngang khắp nơi, ba đạo nhân ảnh chật vật bay lui ra ngoài. Sao có thể, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, khí tức toàn thân hắc ma hoàng bạo liệt, hai mắt trừng lớn, nhìn thân ảnh cường đại ngăn cản trước thiên môn, lộ ra một loại quang mang không thể tin. Hoàng giả, sắc mặt lục tích hoàng khó coi, kinh nghi nhìn cổ trần, lại là một tôn nhân tộc hoàng giả. Người này không phải tân hoàng của nhân tộc chứ. Tử tinh hoàng cũng kinh hãi nhìn cổ trần, đứng trước thiên môn, khí tức cường đại cuốn tới, sát khí trùng thiên. Hắn một người độc cản ba đại dị tộc hoàng giả, cường thế vô cùng, sát ý trực tiếp bao phủ khóa chặt ba đại dị tộc hoàng giả, khí thế không chút yếu kém. Muốn phá hư, phải bước qua cửa này của bản hoàng. Cổ trần ngạo nghễ đứng, thanh đồng giáp trên người len keng, sau lưng hiện lên một phương hỗn độn minh mông, sương mù mông lung cuồn cuộn sôi trào, U u gào thét. Ai đến đều phải chết, hắn hét lớn một tiếng, bốn phía phải sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không ai nói chuyện, không khí hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Bản hoàng đến tiễn ngươi lên đường, ngay lúc này, một âm thanh âm lãnh vang lên, hư không nổ tung, có thân ảnh cường đại từ đó bắn ra, trong nháy mắt thẳng hướng cổ trần. Một phiến kim sắc quang mạc đánh tới, quang vũ đầy trời đánh về phía cổ trần. Oanh, thân thể cổ trần chấn động, sau lưng một phương lĩnh vực to lớn hung hăng và đập tới, thế giới u ám, giống như một phương hỗn độn, va chạm với kim sắc quang mạc. Tiếng tạch 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 giòn vang không ngừng truyền đến, kim sắc, hôi sắc, hai quang mạc đáng sợ đụng vào nhau, uyển như tinh cầu va chạm mạnh. Bành, cuối cùng, kim sắc quang mạc tán loạn, một thân ảnh bay lui ra ngoài, toàn thân bao phủ một cỗ kim sắc quang diễm, giống như mặt trời vàng. Kim tộc, tử kim hoàng, hai mắt cổ trần nhìn người kia mãnh liệt, chính là tử kim hoàng của kim tộc, người vừa đánh lén cũng là hắn, đáng tiếc là bại. Sắc mặt tử kim hoàng kinh nghi, nhìn trong chọc vào cổ trần, trong lòng kinh hãi, vừa nãy đánh lén vậy mà không thành công. Tử kim hoàng, người đến một tên vô danh tiểu tốt cũng đánh không lại, thật mất mặt. Lúc này, phía trên hư không truyền tới một thanh âm, mang theo một tia hí ngược, trào phúng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cỗ khí thức sôi trào, một thân ảnh phá nát không gian đi ra, áp bách cường đại làm cho người ta hô hấp trầm trọng. Người tới khoác một bộ thạch giáp, len ken không dứt có từng đạo khí lưu màu đen vần quanh khí tức ngút trời tử kim hoàng nhìn thấy người tới hư lạnh nói thạch hoàng người có năng lực trực tiếp động thủ đừng có không ngừng kỳ kỳ oai oai với bản hoàng hai người các ngươi không cần phí lời bản hoàng tới là chiếm lấy thiên địa quy tắc bản nguyên chặt đứt thiên lộ của vũ hoàng không phải nghe các ngươi nói nhảm lại một thanh âm truyền đến khiến cổ trần ngưng tụ trong lòng lại một vị hoàng giả tới quả thật đúng là không sai phía trên hư không từng phiến quang mạc tỏa xuống, tầng mây lộ ra lỗ thủng, từ phía trên một thân ảnh cường đại chậm rãi hạ xuống. Trên người hắn, còn quấn từng đạo kim sắc tuyến điều, phù văn lấp lẽ, ký hiệu trên nguy tâm sáng lên, tản ra ánh sáng màu vàng óng. Người tới là bỉ mông hoàng của thú nhân bỉ mông hoàng tộc, khôi ngô, bá khí, tản ra khí tức kinh thiên. Bỉ mông hoàng nhìn qua cổ trần, lộ ra quang mang vàng óng ánh, nhìn từ kim hoàng cực kỳ bất mãn. Bỉ mông hoàng, người quá cợt nhả rồi, bản hoàng chính là kim tộc hoàng, gia hỏa này đoạt phong đầu của bản hoàng, qua lần này nhất định đánh ngươi nằm xuống đất. Tử kim hoàng hung tợn nhìn chằm chằm bị mông hoàng, gia hỏa này xuất hiện liền cợt nhả, đoạt phong đầu, mà màu vàng vốn là đặc thù thuộc về kim tộc. Thú nhân bị mông nhà ngươi, cũng dám đoạt phong đầu của hắn. Các ngươi xong chưa, một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến, thạch hoàng hư lạnh nói, dài dòng nữa, phú hoàng sẽ bước qua thiên môn, một khi hắn trở thành thiên nhân, tất cả mọi người đều chết tại chỗ đừng nói nhảm, xử lý tiểu tử này, đánh nát thiên môn, giết phú hoàng, đoạt tạo hóa. Thiên tinh hoàng hét lớn, đánh thức những người khác, lục tích hoàng, hắc ma hoàng, thiên tinh hoàng, thạch hoàng, tử kim hoàng, bỉ mông hoàng, trọn vẹn sáu vị dị tộc hoàng giả, khí tức bạo phát, khóa chặt cổ trần. Giờ khắc này, cổ trần cảm thấy một cô áp lực chưa từng có trước đó, một người độc đấu sáu đại dị tộc hoàng giả, khiến hắn có chút câm nín. Một đường tới đây, luôn phải gặp qua tình cảnh như này, chỉ là sớm đã thành thói quen, mặt không đổi sắc, bình tĩnh ung dung nhìn sáu đại dị tộc hoàng giả. Dạ. chương 1034, muốn chiến liền chiến, muốn đi qua, trước qua cửa này của bản hoàng. Cổ trần bá khí nói, khí tức trên người càng thêm mãnh liệt mấy phần, sát khí cuồn cuộn, một phương lĩnh vực u ám sau lưng một mực thủ hộ thiên môn. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy dày vũ hoàng lên trời độ kiếp, người ta đã mời hắn đến đây trợ trận, thì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Cổ Trần, chúng ta sáu người đánh một mình người, tuy truyền đi sẽ xấu mặt, nhưng vì chiếm lấy tạo hóa chỉ có thể không biết xấu hổ giết ngươi. Hắc ma hoàng âm trầm nói, cổ trần nghe xong khinh thường cười một tiếng, gân gà, sáu người các ngươi đều là lũ phế vật, còn nói cái gì, đến chiến. Oanh, một cỗ chiến ý ngút trời, kinh tản khắp tám phương, khuấy động tứ hướng, khiến sáu vị dị tộc hoàng giả trong lòng động dung, ánh mắt biến đến ngưng trọng. Khí thức cổ trần quá cường liệt, thậm chí sáu vị dị tộc hoàng giả đều cảm thấy có chút bất an cùng tiến lên, chấn sát hắn. Hắc ma hoàng cảnh giác nhất, việc cổ trần cường đại sớm đã lĩnh giáo rồi, tất nhiên vô cùng kiêng kỵ. Độc hỏa lĩnh vực, lời vừa dứt, lục tích hoàng hưởng ứng, hét lớn một tiếng, sau lưng tuôn ra vô vàn quang vụ xanh biết sen lẫn thành một phương lĩnh vực. Trong lĩnh vực kia tràn ngập độc diễm xanh biết vô cùng đáng sợ, nếu bị nhiễm một chút, huyết nhục khô bại, cốt cách hòa tan đều chỉ là chuyện nhỏ. Chết đi, lục tích hoàng hét lớn một tiếng, bọc một phương lĩnh vực to lớn trực tiếp thẳng hướng cổ trần, Thanh âm ù ù rung động khắp nơi. Nhìn Lục Tích Hoàng đánh tới, hai mắt Cổ Trần lộ hung quang, tay cầm trên chuôi kiếm, một cỗ kiếm ý kinh thiên tràn ra. Keng, một tiếng len keng, Cổ Trần rút kiếm vung lên, kiếm mang cắt đứt hư không, bổ vào thương khung, chạm trên lĩnh vực của Lục Tích Hoàng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ lĩnh vực phân thành hai, kiếm ý cường đại tàn phá bừa bãi, đem một phiến lĩnh vực kia triệt để xoắn nát. A, à, một tiếng hét thảm từ bên trong truyền đến, thân thể Lục Tích Hoàng vỡ thành hai mảnh vẩy xuống từng mảng độc huyết xanh sẫm hai nửa thân thể nứt ra nhanh chóng bay lui ra ngoài chồng vào nhau trên không trung mặt mũi lục tích hoàng trắng bệch chưa tỉnh hồn nhìn cổ trần liền phát hiện những dị tộc hoàng giả khác ở bốn phía vừa nãy không hề động thủ đáng chết các ngươi vậy mà không động thủ lục tích hoàng tức giận trong lòng kém chút phát điên vừa nãy không phải đã nói cùng động thủ sao vì sao không ai nhúc nhích kém chút làm hại hắn trực tiếp bị cổ trần chém chết khắc ma hoàng thạch hoàng thiên tinh hoàng tử kim hoàng, bị mông hoàng một mặt xấu hổ. Chỉ nghe thạch hoàng mắng, chúng ta vừa mới ngưng tụ lực lượng, phóng thích lĩnh vực, người thì gấp rút sông đi lên, trách ai được. Lời này khiến lục tích hoàng kém trước thổ huyết, sắc mặt biến đổi, tái xong lại đỏ rồi lại tái, nhìn thật là đặc sắc vạn phần. Đừng nói nhảm, tiểu tử này có thực lực đáng sợ, nhân tộc khi nào sinh ra một vị hoàng giả dạng này, vì sao bản hoàng xưa nay chưa từng nghe qua. Thạch hoàng một mặt kinh nghi nói, bên cạnh bỉ mông hoàng, tử kim hoàng bỗng nhiên kịp phản ứng, một mặt kinh hãi bộ dáng. Ngươi, ngươi là cổ trần, tử kim hoàng kinh hô, rốt cuộc mới phản ứng. Vừa nãy hắc ma hoàng từng hô tên cổ trần, trước đó không có chú ý, hiện tại bỗng nhiên kịp phản ứng, một mặt biểu tình kinh hãi. Cổ trần, bị mông hoàng sầm mặt lại, mắt lộ ra sát cơ. Hắn nhìn chòng chọc vào cổ trần, kinh nghi nói, làm sao có thể, cổ trần không phải chỉ mới phong vương, hơn nữa nhân vương phong hào đều biến mất rồi mà, hắn làm sao bước vào hoàng giả cảnh. Trong lúc nhất thời, phạm ai biết cổ trần đều kinh hãi, bị khí tức hoàng giả và ba động cổ trần phát ra hù đến kinh động. Đây là một tôn hoàng giả, không sai, thế nhưng cổ trần đột phá khi nào, vì sao không có một chút động tính, tốc độ kia quá nhanh, không thể tưởng tượng. Hừ, cổ trần cười lạnh, đứng trước thiên môn nhìn qua sáu vị dị tộc hoàng giả. Hắn không nói một lời đứng ở nơi đó, khiến sắc mặt bọn người bị mông hoàng. Tử Kim Hoàng, Thạch Hoàng âm trầm vô cùng, đối với cổ trần có thể nói là cực hận. Gia hỏa này, không biết chém giết bao nhiêu cường giả cùng đại quân của ba tộc, có thể nói số lượng cường giả và đại quân hao tổn trong tay nhiều kinh người. Giết hắn, kẻ này thật đáng sợ. Tử Kim Hoàng, Thạch Hoàng, Bỉ Mông Hoàng, ba người cùng nhau liếc nhau, bí mật truyền âm giao lưu, thậm chí kéo hoàng giả còn lại lên. Kẻ này nhất định phải trừ. Thạch Hoàng kinh hãi trong lòng nói, sát ý không cầm được mà sôi trào. Hắc ma hoàng truyền âm nói, một song tử chi thân của bản hoàng cũng là bị cổ trần chém giết, hôm nay, sáu vị hoàng giả chúng ta liên thủ, cùng chấn sát hắn. Tốt, chương 1035, lục tích hoàng, thiên tinh hoàng lập tức đồng ý, sáu vị dị tộc hoàng giả đã đạt thành hiệp nghị, muốn cùng chấn sát cổ trần, nhất định phải diệt trừ hắn, nhân tộc này thật đáng sợ. Trước đó vừa mới phong vương, hiện tại vậy mà trở thành hoàng giả giống như bọn hắn, khiến mấy vị dị tộc hoàng giả đều kinh hồn bạt vía. Tốc độ tu luyện như vậy, quá mức kinh hãi thế tục, thật hù đến những dị tộc hoàng giả này, cả đám đều muốn xử lý cổ trần. Chỉ có vị hắc ma hoàng kia cẩn thận nhất, bởi vì hắn mời một vị thông thiên lão ma ra bóp chết cổ trần, nhưng hắn hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Việc này khiến hắc ma hoàng tỉnh táo, âm thầm phòng bị, nếu có bất thường trực tiếp chạy trốn. Động thủ, đột nhiên có một tiếng quát lớn, sáu đạo quang mang cùng nhau bạo phát, xông phá trời cao, hình thành sáu vòng xoáy đáng sợ ù ù quấn quanh cổ trần sáu đại dị tộc hoàng giả đột nhiên xuất thủ trong lúc nhất thời năng lượng quang mang che mất trời xanh trọn vẹn sáu vị hoàng giả vừa ra tay thì long trời lở đất thời gian đảo lưu trong lúc nguy cấp cổ trần thầm kêu trực tiếp thi triển thời gian chi lực một chỉ điểm ra trong phạm vi một giảm thời gian sinh ra ba động sau khi hô sáu cỗ năng lượng hồng lưu đáng sợ cuốn ngược trở về thời gian quay lại san bằng hết thảy khôi phục nguyên dạng sáu đại hoàng giả bay ngược về tới nguyên điểm nguyên một đám đang tích góp lực lượng sắp bạo phát động hắc ma hoàng hét lớn kết quả vừa kêu lên đã cảm thấy không thích hợp giống như vừa mới hô một lần hắn một mặt mộng bức toàn thân lực lượng sôi trào lại không bạo phát ra bởi vì hắn không hô lên chữ thứ hai mà ngẩn người hắc ma hoàng ngươi làm gì vậy thạch hoàng đang muốn động thủ giận dữ chừng hắc ma hoàng đờ đẫn thầm mắng hỗn đản này đến cùng đang làm cái gì đột nhiên dừng lại không biết đang hại chết người sao các ngươi không phát giác cái gì không đúng, Hắc Ma Hoàng kinh nghi truyền âm nói, vừa nãy, bản hoàng đã từng nói một lần, chúng ta tựa hồ động thủ một lần. Vì sao, làm sao có thể chúng ta vừa mới động thủ? Hoàng giả còn lại kinh nghi vạn phần, từng tên sợ hãi trong lòng, nhìn ánh mắt cổ Trần biến đến cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt Tử Tinh Hoàng ngưng trọng, nói, bản hoàng tựa hồ quên đi một chút ký ức, giống như vừa mới bị xóa sạch cái gì. Chúng ta động thủ một lần, nhưng vì sao, là thời gian, bỗng nhiên một tiếng kinh hô truyền đến mặt mũi kim tộc hoàng giả tràn đầy kinh hãi lời này đánh thức hoàng tộc còn lại hoảng sợ động dung nguyên một đám sắc mặt đại biến nhìn cổ trần trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ và kinh nghi thời gian không sai là thời gian chi lực có một cỗ thời gian chi lực vừa san bằng hết thảy chung quanh dường như thời gian quay lại đem bọn hắn vốn đang muốn công kích đều bị san bằng toàn bộ đáng chết hắn có thời gian quay lại thạch hoàng vừa kinh vừa sợ thầm nói truyền âm tới khiến hoàng giả còn lại đều kinh dị vạn phần. Lực lượng của thời gian thần bí khó lường nhất, chưa bao giờ thấy hoặc là nghe nói có sinh linh có thể nắm giữ năng lực thời gian. Tiểu tử này quỷ dị, làm sao bây giờ? Hắc Ma Hoàng ngưng trọng truyền âm nói, sáu đại hoàng giả nhìn nhau trong bóng tối, cảnh giác vô cùng. Bố trận, ngăn cách thời không, trước tiên phong cấm hắn, giải quyết Phú Hoàng rồi giết hắn. Bỉ Mông Hoàng hung hãn nói ra cách ứng phó, chỉ có ngăn cách thời không mới có thể đoạn tuyệt việc cổ Trần điều động thời gian chi lực nhưng bọn hắn không biết thời gian chi lực của cổ trần sớm đã diễn biến thành huyết mạch chi lực của mình tùy thời tùy chỗ đều có thể vận dụng phong thiên tuyệt địa lĩnh vực chấn phong thời không sáu âm thanh hét lớn cùng nhau truyền đến sáu đại hoàng giả lại một lần nữa động thủ mà lần này lại trực tiếp thi triển lĩnh vực trồng chất lên nhau chấn áp thời không khu vực này phong cấm khắp nơi ngăn cách thời không thân xác cổ trần cứng lại kinh ngạc nhìn sáu vị dị tộc hoàng giả vậy mà có thể phản ứng nhanh vậy biết mình vừa mới ba động thời gian chi lực. Xem ra, bọn họ muốn hợp sáu đại lĩnh vực chi lực, phong cấm thời không, thậm chí tạo thành một đại trận khóa phiến khu vực này lại. Muốn phong kín cổ trần, trước tiên giải quyết vũ hoàng. Oanh, thời không bị phong tỏa, khắp nơi giam cầm, cổ trần ở trong đó, chỉ cảm thấy nửa bước khó đi, thậm chí trên người đều đè ép sáu cô áp lực đáng sợ. Quy tắc chi lực trấn áp chồng lẫn nhau, khiến hắn cảm thấy trầm trọng, khó có thể động đậy, giống như bị trấn trụ. Phong bế, chương 1036, nhìn cổ trần không cách nào động đậy, bọn người thạch hoàng lộ một tia mừng rỡ, rốt cục cũng trần áp lại tiểu tử quái vật này. Đi, đánh vỡ thiên môn, giết phú hoàng, khắc ma hoàng hét lớn, dẫn đầu sông về phía thiên môn. Siêu siêu siêu, năm vị dị tộc hoàng giả còn lại cùng nhau động thủ, tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo quang mang thẳng hướng thiên môn, muốn phá thiên môn giết phú hoàng đăng thiên chi lộ. Giờ phút này, bên trong thiên môn, vũ hoàng đang đứng trước đại kiếp, bên trong thiên môn có vô vàn quy tắc chi lực, xen lẫn thành một phiến kiếp hải, tiến vào hủy diệt toàn bộ sinh linh nơi này. Vũ Hoàng ở bên trong kiếp, thân thể không ngừng sông về phía trước, đánh vỡ một tầng lại một tầng thiên môn, đã chém tới phía trên tam trọng thiên môn. Nhưng kiếp trong này càng kinh khủng, lôi đình quy tắc tạo thành lôi hải, phong chi quy tắc hóa thành bạo phong vô cùng, hỏa chi quy tắc tạo thành biển lửa bao phủ tới. Dầm dầm dầm, thiên địa phong lôi, các loại quy tắc chi lực xen lẫn thành kiếp phạt bổ xuống, ngăn cản Vũ Hoàng, thậm chí muốn hủy diệt hắn. Bành, một tia không hơn không kém, Vũ Hoàng bị đánh rơi xuống, ngã vào nhị trọng thiên môn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn quay đầu ngắm nhìn bên ngoài thiên môn, sáu đại dị tộc hoàng giả kia liên thủ, chấn phong cổ trần, đang hướng về thiên môn giết tới, muốn ngăn chặn hắn đăng thiên. Liên minh hoàng giả, vậy mà không tới. Sắc mặt Vũ Hoàng khó coi, hắn đã mời những hoàng giả và cường giả của nhân tộc bộ lạc liên minh đến đây trợ giúp, vì sao chỉ có một mình cổ trần tới những hoàng giả khác trong nhân tộc liên minh đâu nhìn đến đây trong lòng vũ hoàng không dễ chịu cảm giác chỉ có cổ trần đến trợ trận những người khác không thấy bóng dáng đâu hôm nay các ngươi hờ hững lạnh nhạt ngày khác bản hoàng để cho các ngươi cao không thể chạm vũ hoàng giận dữ trong lòng nhìn cổ trần bị sáu đại dị tộc hoàng giả phong tỏa giam cầm lâm vào tuyệt cảnh trong lòng tự nhiên vô cùng phẫn nộ hay rồi mời liên minh hoàng giả trợ trận vậy mà không ai tới ngược lại là nhất thời nảy lòng tham mời cổ trần tới sức một người, độc đấu sáu đại hoàng giả, phần nhân tình này, khiến Vũ Hoàng cảm động trong lòng, nghĩ đến, có nên đem chính nữ nhi của mình gả cho hắn hay không? Nếu cổ trần biết ý tưởng này của hắn, đoán chừng phải thổ huyết, Vũ Hoàng lão ca không cần khách khí như vậy. Vũ Hoàng, người tận số rồi, một tiếng giết truyền đến, rung động thiên môn, chỉ thấy, hắc ma hoàng dẫn đầu tới giết, hai tay ngưng tụ ma quang vô cùng, hóa thành một đám mây xoáy hung hăng đánh tới hướng thiên môn. Vũ Hoàng, hôm nay người phải chết. Có một tôn hoàng giả giết tới, hai tay hội tụ ra phù quang đầy trời, kim sắc quang hải hung hăng đánh tới thiên môn. Mấy vị hoàng giả khác cũng tới, từng người ngưng tụ lực lượng cường đại nhất, muốn đánh nát thiên môn, ngăn chặn vũ hoàng đăng thiên. Chỉ cần đánh nát thiên môn, thiên địa quy tắc ở trong đó liền sẽ sụp đổ, quy tắc bản nguyên tiết lộ ra ngoài liền có thể đánh cắp bản nguyên chi lực. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất bọn họ ngăn vũ hoàng lên trời, vì thiên địa quy tắc bản nguyên, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này mặt mũi vũ hoàng tràn đầy vẻ giận dữ vừa kinh vừa sợ đúng là hữu tâm vô lực vì bản thân đang ở bên trong ứng kiếp không cách nào đối kháng với những dị tộc hoàng giả ở bên ngoài kia còn việc vì sao không mời lão tổ trong tộc ra nói đùa làm sao có thể không mời có điều dị tộc cũng có cường giả thông thiên cảnh dị tộc khẳng định đã bị các lão tổ ngăn lại rồi những hoàng giả còn lại bọn họ thật bất lực chỉ có thể dựa vào bản thân và một số trợ thủ hắn mời tới nhưng bây giờ những người vũ hoàng mời chỉ có cổ trần tới những người khác đều không thấy bóng dáng, vậy là phiền phức rồi. Chẳng lẽ, đăng thiên lộ của ta sẽ bị tuyệt ở đây sao? Vũ Hoàng nghĩ mà thấy đắng chát trong lòng, nhìn sáu đại dị tộc hoàng giả đánh về phía thiên môn, cảm giác như một khắc liền muốn vỡ nát. Ta nói rồi, muốn phá hư thiên môn, trước phải qua cửa này của bản hoàng. Trong lúc nguy cấp, một thanh âm đạm mạc truyền đến, khiến tinh thần Vũ Hoàng chấn động, ngạc nhiên nhìn sang. Oanh, chỉ thấy một tiếng oanh minh, sáu đại lĩnh vực chấn phong cùng nhau nổ tung, từ bên trong một bóng người xông ra, trong nháy mắt ngăn trước thiên môn. Người tới chính là cổ trần, khí thức mạnh mẽ, hào quang hừng hực quanh người, thần thánh, cường đại, cứ thế mà sát phá phong cấm. Hỗn độn lĩnh vực, mở, một tiếng hét lớn, sau lưng cổ trần căng ra một phiến lĩnh vực u ám, trong nháy mắt nuốt sống lực công kích đáng sợ của sáu đại hoàng giả. chương 1037, trong lĩnh vực cường đại tràn ngập hỗn độn loạn lưu cuồng bạo, không gian, hỏa diếm, thời gian, thiên phạt cuồn cuộn tàn phá bừa bãi xoắn nát sáu cỗ năng lượng quang mạc cường đại. Cơ hồ trong nháy mắt, một kích của sáu đại hoàng giả đều bị lĩnh vực của cổ trần xoắn nát thôn phệ, một chút không dư thừa. Làm sao có thể tuyệt đối không thể, thấy cổ trần tới ngăn cản lần nữa, sáu đại dị tộc hoàng giả cũng nhịn không được kinh dị kêu to. Cổ trần, vậy mà phá vỡ sáu đại hoàng giả liên thủ trấn phong, khiến bọn hắn chấn kinh, không tin nổi. Một mình hắn đứng ngạo nghễ trước thiên môn, một người giữ ải vạn người không thể qua. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, một mình cổ trần lại mấy lần ngăn cản sáu vị dị tộc hoàng giả liên thủ tiến công. Vũ Hoàng, an tâm độ kiếp, một bước lên trời, hôm nay ta vì ngươi ngăn trở bất luận lực lượng ngoại lai nào. Cổ trần một mặt bá khí, toàn thân tự tin rào rạt, lời nói truyền vào thiên môn, khiến Vũ Hoàng trong lòng an định lại, sắc mặt hòa hoãn. Được, bản hoàng không nhìn lầm ngươi, Vũ Hoàng cười ha ha, lộ ra khí khái phóng khoáng. Chỉ nghe hắn quát to, cổ hoàng, đợi bản hoàng đăng thiên thành công, nhất định đem bảo bối hoàng nữ duy nhất gả cho ngươi. Phốc, cổ trần đang thủ bên ngoài thiên môn, nghe thấy lời ấy, kém chút thổ huyết, thân thể loạn choạng suýt nữa từ trên cao ngã xuống. Không cần vậy đâu, cổ trần có chút im lặng, ngắm nhìn sâu trong thiên môn sau lưng, đang ra sức mút trời, đánh vỡ tam trọng thiên quy tắc kiếp phạt. Trong lòng hắn giờ khóc giờ cười, câu nói vừa rồi của vũ hoàng kia kém chút đánh chết hắn. Gia hỏa này, muốn chiếm ta tiện nghi sao? Cổ trần thầm mắng trong lòng, Vũ Hoàng này tâm thật xấu xa, vậy mà muốn đem nữ nhi gả cho hắn, chẳng phải là vô duyên vô cớ dưới chướng người ta sao? Không được, tuyệt đối không được, hắn kiên quyết không đồng ý, nếu đồng ý chẳng phải là gọi hắn nhạc phụ đại nhân. Các ngươi, mau tới nhận cái chết, trong lòng khó chịu, mắt cổ trần lộ ra hung quang, hung tận nhìn về phía sáu vị dị tộc hoàng giả, sát ý bừng bừng, muốn đem khó chịu xả lên người bọn họ. Sáu vị dị tộc hoàng giả liếc nhau, mỗi người gật đầu, trong mắt lộ ra một việc kiên quyết, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Hôm nay không diệt, ngày mai có thể sẽ không cách nào xử hắn. Giết, bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, sáu đại hoàng giả cùng nhau vào tới, khi tức cường đại quét ngang khắp nơi, chấn động đến hư không lay động. Oanh, bỉ mông đạp thiên, bỉ mông hoàng gào thét, hóa thành một con bỉ mông cự thú khổng lồ, một chân hung hăng dẫm đạp xuống, muốn phá nát thiên môn thậm chí giết chết cổ trần. Ma ảnh trùng điệp, hắc ma hoàng kêu to một tiếng, cả người hóa thành từng đạo ma ảnh tới tấp giết tới, tốc độ cực nhanh, vạch phá không gian. Chém, cổ trần hét lớn, rút kiếm chặt chém, trong nháy mắt liền đánh ra mấy vạn kiếm mang, răng rắc răng rắc chém nát ma ảnh đầy trời kia. Một tiếng bịch vang trầm, hắc ma hoàng bại lui, thân thể bay ra ngoài, trong miệng phun đầy máu, nhìn cổ trần kinh ngạc vạn phần. Một kiếm vừa rồi tuy cường đại, nhưng hắn cho rằng còn chưa làm hắc ma hoàng thương, vì sao ra hỏa này đột nhiên nôn ra máu. Oanh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, một chân thú khổng lồ đạp xuống hư không một chân bỉ mông hoàng đạp xuống giống như trời sụp cổ trần bỗng nhiên ngẩng đầu tóc dài phần phật toàn thân tản ra kiếm ý kinh người tiếng len ken rung động trời cao đâm rách bầu trời chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy kiếm chặt chém răng rắc một tiếng bầu trời cũng nứt ra vô song kiếm mang đập tới thú chân của bỉ mông hoàng chém thành hai mảnh dòng máu màu vàng óng huy sái đầy trời bỉ mông hoàng đau kêu một tiếng nhanh chóng bay lui ra ngoài trên chân lưu lại một vết kiếm hằn sâu, cốt cách đều lộ ra. Ầm ầm, sau một khắc, một cỗ lục diễm ngập trời cuốn tới, lộ ra một loại khí độc ăn mòn vạn vật đáng sợ, bao phủ hướng cổ Trần. Nam Minh Ly Hỏa, Phần Thiên, cổ Trần quát khẽ, toàn thân tuôn ra một cỗ liệt diễm kinh thiên, ngọn lửa màu tím sấm quét sạch thương khung, lục sắc hỏa diễm phần diệt đầy trời, trực tiếp thiêu diệt khí độc. Khí độc của lục tích hoàng bị chặn, kinh sợ vạn phần, đang muốn tiếp tục đánh tới, kết quả một đoàn tử sắc thần hỏa đập vào mặt thiêu đốt a à, lục tích hoàng kêu thảm thân thể bừng lên từ sắc hỏa diễm bị đốt cháy đến phát ra tiếng vang xì xì đáng sợ hắn cả kinh kêu lên nam minh ly hỏa đây là bản mệnh thần hỏa của chu tước người sao có thể có lục tích hoàng kinh hãi bị nam minh ly hỏa của cổ trần bất thình lình thiêu tim và mật muốn nứt ra hoảng sợ vô cùng nam minh ly hỏa chu tước thần hỏa đáng chết tiểu tử nhân tộc này vì sao có hỏa diễm bực này chương một nghìn mươi tám mặt khác tử tinh hoàng Thạch Hoàng, Kim tộc tử Kim Hoàng giật nảy mình, ba đại hoàng giả cùng nhau ngừng tiến công. Nhưng lợi kiếm đã ra khỏi vỏ không cách nào thu tay lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh về phía cổ trần. Tiểu tử, đi chết đi, Thạch Hoàng giống to, quấn một phiến quang hải đánh tới, giống như một đầu ngân hà cuốn ngược lại, sát khí đằng đằng, uy thế ngút trời. Thạch phù lấp lóe đầy trời, sen lẫn thành sát phạt quang mạc phóng tới cổ trần. Thiên phạt, diệt, cổ trần lạnh lùng hét lớn, trong cơ thể lần nữa tách ra một cỗ lực lượng dồi dào, thiên phạt cuồn cuộn tàn phá bừa bãi thương khung, ầm ầm bao phủ ra. Lôi quang nổ tung đầy trời, giống như một phiến lôi hải trực tiếp đánh tới hướng Thạch Hoàng, hai cỗ quang mạc hung hăng va chạm. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, hư không đều nổ tung, thạch phù đầy trời tán loạn biến mất, bị ngũ sắc thiên phạt đánh tan, từng cái vỡ nát. Thiên phạt, Thạch Hoàng giật mình nảy người, đang muốn tránh đi, kết quả bị một cỗ ngũ sắc thiên phạt chi lực đánh trúng vào thân thể, đánh cho thân thể hắn loạn chiến, toàn thân bốc khói. Ngao, đau chết bản hoàng. Thạch hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bay lui ra ngoài, trên thân còn quấn đầy hồ quang điện, hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Cỗ thiên phạt chi lực này quá cường đại, quá kinh khủng, ẩn ẩn cảm giác sẽ thuế biến thành quy tắc đáng sợ, dính vào một chút, thân thể ra thịt đều trực tiếp cháy đen rồi chết. Bản hoàng không tin, từ tinh hoàng, còn có kim tộc hoàng giả giận dữ, bọn họ tuy bị thủ đoạn của cổ trần làm cho kinh hãi, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ. Thiên tinh quốc độ, chân áp, hoàng kim chiến kiếm, diệt sát vạn vật. Tử tinh hoàng, kim tộc hoàng giả cùng nhau quát lớn, mỗi người đánh ra tuyệt chiêu cường đại, một phương thủy tinh thế giới trong suốt ù ù đè xuống. Thương thương thương, một bên khác, kim quang hội tụ đầy trời, ngưng kết thành từng thanh chiến kiếm màu vàng óng, lít nha lít nhít, ùn ùn bay tới tới. Tuyệt chiêu của hai đại hoàng giả giết tới, cổ chân mặt không biến sắc, toàn thân kiếm ý lượn lờ, khí tức ngưng tụ tới đỉnh điểm, bỗng nhiên rút kiếm. Lên keng một tiếng, Bầu trời đã nứt ra, một đạo kiếm mang bổ tới Thủy Tinh Quốc độ, từ giữa chém xuống, tách thành hai nửa. Kiếm mang kia cường thế vô cùng thậm chí bổ đến trước mặt Tử Tinh Hoàng, đáng tiếc bị Tử Sắc Tinh Thuẫn ngăn trở. "Không Gian Phong Bạo, phá!" Cổ Trần hét lớn, toàn thân tuôn ra vô vàn hạt xương mù đen, cuồn cuộn xoay quanh, đột nhiên hóa thành một cỗ phong bạo màu đen. Đó là Không Gian Phong Bạo. Ầm ầm, Không Gian Phong Bạo đáng sợ cuốn lên, nhấn chìm vạn vật, xoắn nát không gian trực tiếp núi chiến kiếm vàng óng vào trong, từng cái xoắn nát. Một mình cổ trần chặn đánh sáu đại dị tộc hoàng giả, chiến lực mạnh mẽ, kinh hãi đến dị tộc hoàng giả bốn phía, từng người chấn kinh. Một thân chiến lực khiến người ta hoảng sợ, cho người ta một loại cảm giác cường đại vô địch. Mới vậy đã ngừng rồi, cổ trần cười lạnh, hai mắt hắn băng lãnh đảo qua sáu vị dị tộc hoàng giả, khinh thường nói, vừa mới đánh, còn chưa nóng người mà các ngươi liền không đánh rồi sao, chiến. Một tiếng quát lớn, đánh rách tả tơi thương khung, thanh thế cuồn cuộn thậm chí làm thiên môn chấn động, vậy mà đánh tan không ít kiếp phạt chi khí. Đang lúc phá kiếp lên trời, Vũ Hoàng giật nảy mình, nhìn một mình cổ trần độc cản sáu vị dị tộc hoàng giả, trong lòng nhịn không được kinh diễm vạn phần. Yêu nghiệt, bản hoàng không bằng, Vũ Hoàng thở dài một tiếng, tập trung ý chí, tiếp tục xông phá kiếp phạt trùng điệp, từng bước một leo lên tầng thứ thiên môn cao hơn. Hắn đã sát nhập vào lục trọng thiên môn, còn tứ trọng liền có thể một bước lên trời, bước vào tuyệt đỉnh, thành thiên nhân chi tôn đáng chết vũ hoàng sắp phá kiếp thành công rồi mắt thấy nhưng không cách nào tới gần thiên môn vũ hoàng sắp lên trời phá kiếp hắc ma hoàng không khỏi có chút gấp những hoàng giả còn lại cũng vậy mắt lộ ra hung quang mi tâm lóe ra từng đạo bảo quang tế xuất bảo vật đem hắn và thiên môn cùng phá vỡ thạch hoàng cũng thật tàn nhẫn trực tiếp lấy ra ba kiện bảo vật bắn về phía cổ trần keng hiu hiu hưu, sau một khắc những hoàng giả còn lại ào ào lấy ra bảo vật cường đại chĩa về phía cổ trần muốn đem hắn và thiên môn phá vỡ. Bảo, chỉ nghe từng tiếng hét lớn, sáu đại dị tộc hoàng giả nhịn đau, không chút do dự tự bạo lấy ra bảo vật. Đây là muốn triệt để hủy diệt Cổ Trần, cùng đó phá vỡ thiên môn. Cổ Trần căng thẳng trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ nồng đậm vọt tới. Chương 1039, chọn vẹn mười mấy món bảo vật cường đại, mà lại từng kiện bảo vật đều tách ra quang mang mãnh liệt, đó là tự hủy hào quang, lộ ra một cỗ hủy diệt khí tức. Bảo vật tự hủy sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn không phải bảo vật thấp cấp, là mười mấy món hoàng binh trực tiếp tự bảo. Thật là hung ác, vậy mà tự bảo mười mấy món hoàng binh. Sắc mặt cổ trần âm lãnh, nhìn bảo vật bộc phát ra quang mang mãnh liệt, mười mấy món hoàng binh cùng nhau tự bảo, hủy diệt quang mang kia cơ hồ bao phủ nửa bầu trời. Các người nghĩ tự bảo bảo vật liền có thể diệt sát ta, quá ngây thơ rồi. Trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng, toàn thân tuôn ra một cỗ năng lượng khí thức bàng bạc, Hỗn độn lĩnh vực u ám sau lưng trực tiếp nuốt. Hỗn độn bát cấm phù, cấm phong, thời gian đình chỉ, không gian cầm cố. Cổ Trần liên tiếp đánh ra ba loại năng lực cường đại, hai cấm phù u ám bay ra, trấn áp bát phương, phong tỏa thiên địa. Tiếp đến, một cỗ thời gian chi lực tràn ngập, dừng lại vạn vật. Sau đó, một cỗ không gian chi lực bao phủ ra, cả vùng không gian đều trực tiếp bị giam cầm. Ba loại sức mạnh vừa ra, mười mấy món tự bảo hoàng binh đều bị đứng im, giam cầm, không cách nào tự hủy ngay cả ánh sáng cũng tĩnh lại. Nuốt, theo tiếng hét lớn của cổ trần, hỗn độn lĩnh vực ù ù bao phủ, nhấn chìm vạn vật, đem mười mấy món tự bạo bảo vật trực tiếp nuốt vào. Răng rắc răng rắc, năng lượng mười mấy món tự bạo bảo vật chưa kịp bạo phát, liền bị hỗn độn xoắn nát, đồng hóa, thôn vệ hấp thu, tan thành mây khói. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, sáu đại hoàng giả mộng bức. Tiểu tử này, chẳng lẽ vô địch giết, sáu đại hoàng giả liếc nhau, lộ ra quyết tuyệt quang mang, cùng nhau bạo phát, Hóa thành sáu đạo quang mang thẳng hướng cổ trần. bọn họ trực tiếp triển khai tiến công mạnh nhất, muốn liều mạng. muốn liều mạng sao? cổ trần cười lạnh nói, tới đi, để ta xem các người có bao nhiêu năng lực. hôm nay các ngươi ai muốn chết trước? thanh âm cổ trần vừa dứt, một cỗ không gian phong bạo đáng sợ ù ù đánh tới, trực tiếp phủ lên sáu tên dị tộc hoàng giả này. đông, một tiếng vang thật lớn, trời rung nứt nứt, khắp nơi giao động, có quang mang chiếu sáng cả phiến thiên địa, vô lượng quang mang nổ tung hư không sụp đổ ầm ba đạo thân ảnh chật vật ngã xuống toàn thân nhuốm máu trên người lưu lại lít nha lít nhít vết thương vết máu loang lổ chảy ra lục tích hoàng bị mông hoàng hắc ma hoàng ba vị hoàng giả bại lui trên người đều đầy vết thương bị không gian lợi nhận chém rách đáng chết sao lại cường đại như vậy lục tích hoàng vừa kinh vừa sợ vết thương trên người khép lại một chút huyết dịch xanh sẫm đảo lưu vết thương đảo mắt liền khôi phục bị mông hoàng ở một bên khuôn mặt âm trầm không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh bại, mà lại là bị bại nhanh tới vậy, trong lòng cực độ khó chịu. Ngược lại, ánh mắt Hắc Ma Hoàng lấp lóe, lộ ra nồng đậm kiên kỵ, thậm chí có một tia xảo trá. Gia hỏa này, vết thương trên người xem ra rất khủng bố, kỳ thực đều là bị thương ngoài da, căn bản không thương nặng. Hắn giống như bảo lưu lại một tôn song tử chi thân bị chém giết, tất nhiên đối với cổ Trần cảnh giác vô cùng. Oanh, trên hư không truyền đến một tiếng nổ tung, ba người nhìn lại chỉ thấy những hoàng giả còn lại ào ào ngã xuống, từng người thổ huyết lùi lại. Thạch hoàng, trên người có vài vết rách, mặt in dấu quyền, máu thịt be bét, trong mắt kém chút bạo điệu. Mà toàn thân tử tinh hoàng trên dưới thủy tinh giáp bị vỡ nát, huyết dịch trong suốt nhàn từ miệng chảy ra, lửa giận mút trời. Kim tộc hoàng giả cũng một mặt sát khí, trên người loang lổ vết rách, bị không gian phong bạo của cổ trần cắt đứt tạo thành vết thương. Các người còn chờ cái gì, mau giết hắn. Thạch hoàng phẫn nộ gào thét, toàn thân huyết khí giống như biển lớn sôi trào, trực tiếp thiêu đốt. Giết, những dị tộc hoàng giả khác nhìn vậy, ao ao quát lớn, lần nữa ngút trời, sát phạt vòng quanh long trời, lở đất, đâm thủng thương khung. Một tiếng ầm vang, sáu đại hoàng giả đánh vỡ không gian phong bạo, trực tiếp xông vào chém giết nhận lấy cái chết. Phong bạo tán loạn, bóng người cổ trần lộ ra, sáu đại hoàng giả cùng nhau nộ hống, đánh ra tuyệt kỹ cường đại. Trong lúc nhất thời, năng lượng cuồn cuộn, phù quang bay đầy trời. Chiến, Hai mắt cổ Trần sáng rực, chiến ý hừng hực, tay trái ngưng tụ một cỗ ngũ sắc thiên phạt, tay phải hội tụ hỏa hải hừng hực, một trái một phải cùng giết tới. Rầm rầm rầm.